Ỷ Thiên Đồ Long Ký Tác giả Kim Dung Hồi 24 Thái cực sơ truyền nhu khắc cương Trương Vô Kỵ nghĩ đến Tống Đại Sư Bá và các người không biết đã từ Tây Vực về đến núi chưa, trên đường đi tuyệt nhiên không nghe tin tức gì của họ cả, nếu như gặp phải biến cố, ở lại núi chỉ có Thái Sư Phụ và một số đệ tử đời thứ ba, Tam Sư Bá Du Đại Nham tàn phế nằm đó, nếu như cường địch đến lấy gì chống trả, chàng nghĩ vậy trong bụng không khỏi bồn chồn như lửa đốt liền lớn tiếng nói các vị tiền bối huynh trưởng phái võ đương là nơi tiên phụ xuất thân thái sư phụ đối với tại hạ ơn nặng như núi hiện nay đang gặp đại nạn cứu binh như cứu hỏa sớm khắc nào hay khắc đó vậy xin vi bức vương đi theo bản nhân đến cứu viện trước các vị kế tiếp chia ra đến sau mọi việc nhờ dương tả sứ và ông ngoại an bài nói xong vòng hai tay lên chào lách mình vọt ra khỏi cửa vi nhất tiếu thi triển khinh công đi song song với chàng tiếng đáp ứng của quần hào chưa dứt hai người đã đến cửa chùa thiếu lâm rồi khinh công đẹp như thế nhanh như thế thật trên đời không có được một người thứ ba sánh kịp hai người không dám hao phí một giây một khắc chân không ngừng bước chạy một mạch mấy chục dặm hoạt đầu vi nhất tiếu không kém chút nào nhưng càng lâu nội lực dần dần súc giảm trương vô kỵ nghĩ thầm đường lên núi võ đương thật xa không thể chạy một mạch không nghỉ như thế này huống chi cường địch ngay trước mặt mình phải giữ sức để còn chiến đấu chàng liền nói với vi nhất tiếu đến thị trấn đằng trước mình tìm mua hai con ngựa cưỡi để dưỡng sức vi nhất tiếu vốn có ý ấy nhưng không tiện nói ra liền đáp giáo chủ mua bán ngựa mất nhiều thì giờ lắm chẳng mấy chốc thấy từ xa có năm sáu người cưỡi ngựa chạy lại Vi nhất tiếu liền tung mình nhảy tới, nắm cổ hai người, nhẹ nhàng vứt ngay xuống đất, kêu lên. Giáo chủ, lên ngay. Trương vô kỵ trần trừ đứng lại, nghĩ thầm mình chặn đường cướp ngựa như thế có khác gì cường đạo đâu. Vi nhất tiếu kêu lên. Làm chuyện lớn đừng câu nệ tiểu tiết, họ còn nhiều mà. Trong khi la lối, y lại vứt thêm hai người khác xuống đất. Mấy người đó cũng biết chút ít võ nghệ, quát mắng chửi bới, trút binh khí ra toan động thủ vi nhất tiếu hai tay cầm bốn con ngựa giơ chân đá tung hết vỏ khí trong tay bốn người đó lại nghe một người quát lên kẻ cậy mạnh cướp đường kia có giỏi thì để lại tên tuổi trương vô kỵ nghĩ nếu còn dây dưa ắt sẽ thêm nhiều phiền phức tung mình nhảy lên lưng ngựa cùng vi nhất tiếu mỗi người dắt thêm một con quất ngựa chạy thẳng những người kia luôn mồm chửi rủa nhưng không dám đuổi theo Trương Vô Kỵ nói. Chúng ta ở vào chỗ không còn cách nào khác, nhưng biết đâu người ta cũng có việc gấp phải làm, làm thế này trong bụng không an. Vi Nhất Tiếu cười đáp. Giáo chủ, chuyện nhỏ nhặt này có đáng gì đâu. Năm xưa minh giáo hành sự, có thể nói là không còn e dè, ngang ngược vô pháp. Nói xong cười lên ha hả. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, minh giáo bị người ta coi là tà giáo dị đoan cũng có lý của nó, thế nhưng thế nào là ngay thế nào là công thì cũng thật khó mà luận nghĩ đến mình mang trọng nhiệm giáo chủ trên vai nhưng kiến thức ít ỏi nhiều chuyện không quyết định được ngay như chuyện nhỏ nhặt đoạt ngựa đây cũng do dự không biết sao cho phải dù có võ công cao cường nhưng việc trên đời đâu phải chỉ dựa vào võ lực chàng nghĩ đến đó trong lòng cảm thán chỉ mong sớm đón được tạ tốn về để trút được gánh nặng trên vai không còn phải lo gì nữa ngay lúc đó bỗng thấy thấp thoáng hai người nhảy ra chặn ngay lối đi, trong tay đều cầm cương trượng. Vi nhất tiếu quát lên. Tránh ra. Y lấy roi cuốn bên lưng vung ra, dục ngựa phóng tới. Một người dơ trượng đỡ roi, còn người kia huyết một tiếng còi, dơ gậy ra chặn. Con ngựa vi nhất tiếu đang cởi hoảng sợ, dựng hai vó trước. Ngay lúc đó, từ trong lùng cây bốn hán tử mặc áo đen chạy ra, xem thân pháp đều là những tay luyện ngạnh công. Vi nhất tiếu kêu lên. Giáo chủ cứ việc đi trước, để bọn chuột nhắc này thuộc hạ tính cho. Trương Vô Kỵ thấy họ có ý ngăn chặn cứu binh cho phái võ đương, dụng tâm ác độc thoáng nhìn là biết, tình hình rất là hung hiểm, biết vi nhất tiếu khinh công võ kỹ đều xuất chúng, có thể lo liệu được bọn này, nếu không thắng thì cũng tự bảo vệ được thân. Chàng bèn kẹp hai đùi, dục ngựa xông tới. Hai tên hắc y dơ cương trượng ra chặn ngay đầu ngựa, Trương Vô Kỵ cúi xuống, vung hai tay đoạt luôn hai cây gậy thuận thế ném ra chỉ nghe ta ta hai tiếng thảm khốc hai tên áo đen đã bị hai cây gậy chia ra đánh gãy xương đùi ngã lăn quay trên mặt đất chàng thấy bốn tên quấy rối vi nhất tiếu võ công không phải là kém e rằng mình đi rồi vi nhất tiếu sẽ khó mà xoay trở nên giúp y thanh toán trước hai tên tung sơn và võ đương sơn mặc dù ở hai tỉnh dự ngạc khác nhau nhưng một đằng ở dự tây một đằng ở ngạc bắc cách nhau không xa lắm đi qua mã sơn khẩu rồi về phía nam đường toàn đồng trống ngựa chạy thật nhanh mới chính nọ đã đến nội hương trương vô kỵ trong bụng đói meo liền ghé một cái chợ mua mì bánh bao ăn đỡ bỗng nghe phía sau một con ngựa của mình hí lên thảm thiết quay đầu nhìn lại đã thấy một con dao sáng loáng đâm dưới bụng ngựa một bóng người thoáng qua rồi biến mất trương vô kỵ phi thân đuổi theo chọc được người nọ thấy y mặc áo đen vạt trước áo dính đầy máu ngựa chàng quát hỏi ngươi là thủ hạ của ai? Ban hội môn phái nào? Đại đội nhân mã chúng bay đã đến núi Võ Đương chưa? Chàng hỏi liền mấy câu nhưng người kia chỉ nhắm mắt không trả lời. Trương Vô Kỵ không muốn mất thì giờ thêm, nghĩ thầm cứ lên đến núi Võ Đương sẽ biết, lập tức giơ tay đóng huyệt đại truy để cho y đau đớn khổ sở ba ngày ba đêm cho biết. Chàng dục ngựa chạy tiếp một mạch đến Tam Quan Điện, qua sông Hán Thủy đi về hướng Nam. Thuyền đến giữa dòng, nhìn thấy nước sông cuồng cuộn nghĩ đến năm nào thái sư phụ dẫn mình đi lên núi thiếu lâm cầu chữa bệnh không xong phải quay về trên sông hán thủy gặp thường ngộ xuân lại cứu được chu chỉ nhược trong đầu chàng hiện ra hình bóng kiều diễm của nàng nhớ đến đôi mắt chăm chăm nhìn mình trên quan minh đỉnh khiến chàng không khỏi xuất thần qua hán thủy rồi chàng tiếp tục phóng ngựa xuôi nam bấy giờ trời đã nhá nhem chỉ nhìn thấy lờ mờ chạy thêm một giờ nữa không có ánh trăng sao con ngựa cực kỳ mỏi mệt không còn sức nữa, quỵ xuống đường. Chàng vỗ vỗ lưng nó nói. Ngựa ơi, ngựa ơi, ngươi ở đây nghỉ ngơi, rồi muốn đi đâu thì đi. Nói xong chàng thi triển kinh công chạy tiếp. Chạy đến canh tư, bỗng nghe văng vẳng tiếng vó ngựa phía trước, xem ra một đoàn người đang đi. Chàng càng gia tăng kình lực, đi lẻn qua đoàn người này. Thân pháp chàng vừa nhanh vừa nhẹ, lại trong đêm khuya cho nên không một ai hay biết cứ xem hướng đi của bọn này chính là đang lên núi hơn hai chục người không nói một tiếng thành thử không thể biết được lai lịch thế nào nhưng ai ai cũng mang binh khí hẳn là đối địch với phái võ đương không còn ngờ gì nữa chàng trong lòng thấy an tâm thế là mình cũng đuổi kịp bọn chúng rồi phái võ đương như vậy chưa bị tấn công lại chạy thêm nửa giờ nữa trước mặt lại có một đoàn người cũng đi lên núi võ đương trước sau chàng gặp năm nhóm mỗi nhóm nhiều thì ba chục người Ít cũng khoảng 10 người. Khi gặp đoàn thứ năm, chàng bỗng thấy lo lắng, không biết đã có bao nhiêu nhóm lên trên núi rồi. Đã có nhóm nào động thủ cùng người trong bản phái chưa? Chàng tuy không phải đệ tử võ đương, nhưng vì gốc tích của cha nên từ trước tới nay vẫn coi phái võ đương là môn phái của mình. Nghĩ như thế chàng càng cố chạy nhanh hơn. Chẳng mấy chốc chàng đã lên núi, cũng may không gặp nhóm địch nào đến lưng chừng bỗng thấy đằng trước có một người đang cố sức chạy, áo rộng đầu trọc chính là một nhà sư, khinh công cực giỏi. Trương Vô Kỵ chạy theo xa xa để xem động tĩnh của y. Nhà sư đó chạy một mạch lên núi, tới trên đỉnh rồi bỗng nghe một người quát hỏi. Bằng hữu ở lộ nào đó mà đang đem lại đến viếng núi Võ Đương. Tiếng quát chưa giúp, đằng sau khe đá chạy ra bốn người, hai đạo sĩ, hai tục gia chính là đệ tử đời thứ ba, thứ tư của phái võ đương. Tăng nhân đó chắp tay làm lễ nói. Thiếu lâm tăng nhân không tướng, có chuyện gấp cầu kiến võ đương trương chân nhân. Trương vô kỵ hơi ngạc nhiên, thì ra y là một tiền bối hàng chữ không của phái thiếu lâm, cùng không văn phương trượng, các vị không trí, không tính thần tăng là sư huynh đệ. Y không nề gian khổ chạy lên núi võ đương, hẳn là đi đến báo tin. Một đạo nhân của phái võ đương nói đại sư đường xa mệt nhọc xin mời quá bước vào tệ quan dùng trà nói xong đi trước dẫn đường không tướng bỏ giới đao đeo ở hông xuống giao cho một đạo nhân để tỏ ý không dám đeo binh khí bước vào quan trương vô kỵ thấy đạo nhân đó dẫn không tướng vào điện tam thanh trong tử tiêu cung liền náo ở bên ngoài cửa sổ lại nghe không tướng lớn tiếng nói xin đạo trưởng lập tức bẩm báo trương chân nhân sự việc khẩn cấp không thể duyên trì một phút nào cả đạo nhân kia đáp đại sư đến thật không phải lúc tệ sư tổ tọa quan từ năm ngoái đến nay đã hơn một năm đệ tử bản phái đã lâu chẳng một ai được thấy tư phạm của lão nhân gia không trí nói như vậy phiền thông báo tống đại hiệp đạo nhân trả lời đại sư bá cùng gia sư và các chư vị sư thúc liên minh với quý phái viễn chinh minh giáo chưa trở về trương vô kỵ nghe đến mấy tiếng viễn chinh minh giáo chưa trở về trong bụng kinh hoảng quả nhiên nhóm tống viễn kiều đã gặp chuyện gì không hay trên đường trở về lại nghe không tướng thở dài một tiếng nói nếu quả như thế phái võ đương cũng không khác gì phái thiếu lâm chúng tôi hôm nay khó mà qua khỏi được kiếp nạn này đạo nhân kia không hiểu ý tứ nói sự vụ trong tệ phái hiện nay do cốc hư tử sư huynh chủ trì tiểu đạo sẽ thông báo ngay mời ra tham kiến đại sư không tướng hỏi cốc hư đạo trưởng là đệ tử của vị nào thế đạo nhân kia đáp là môn hạ du tam sư thúc không tướng nhướng đôi lông mày dài nói du tam hiệp tay chân bị thương nhưng đầu óc vẫn minh mẫn mấy câu này lão tăng nói lại với du tam hiệp vậy đạo nhân kia nói vâng xin theo lời đại sư chỉ bảo nói xong quay mình đi vào. Nhà sư không tướng ở trong sảnh đi đi lại lại, xem ra cực kỳ nóng ruột, thỉnh thoảng lại nghiêng tai nghe ngóng, hiển nhiên lo lắng địch nhân tấn công lên núi. Chẳng bao lâu, đạo nhân kia rảo bước đi ra, không mình nói. Du Tam Sư Thúc có lệnh mời, nói là xin đại sư tha thứ cho tội không đi ra ngoài nên tiếp được. Lúc này thần thái cử chỉ của đạo nhân kia so với khi trước cung kính hơn nhiều, chắc là du đại nham nghe thấy nhà sư thuộc hàng chữ không của phái thiếu lâm giá lâm nên dặn y lễ mạo phải mười phần chu đáo. Không tướng gật đầu, đi theo y vào ngoạ phòng của du đại nham. Trương vô kỵ nghĩ thầm, tam sư bá tàn phế tứ chi, tai mắt hẳn là linh mẫn hơn nhiều, nếu ta đến bên ngoài phòng ông ta nghe ngóng, chỉ e sẽ bị phát giác. Chàng đi đến cách phòng du đại nham chứng vài trượng liền dừng lại. Qua chừng thời gian uống một chén trà, đạo nhân kia lật đật đi ra khỏi phòng du đại nham, hạ giọng gọi. Thanh Phong, Minh Nguyệt, qua bên này. Liền có hai đạo đồng chạy đến trước mặt ông ta, kêu lên một tiếng. Sư Thúc Đạo nhân kia nói Chuẩn bị cán, tam sư Thúc muốn ra ngoài. Hai đạo đồng bèn vân dạ đi ngay. Trương Vô Kỵ ở trên núi Võ Đương mấy năm khi khách đạo nhân kia là đệ tử của du liên châu mới thu về sau nên chàng không biết nhưng lại biết hai đạo đồng thanh phong minh nguyệt mỗi khi du đại nham muốn ra ngoài phải nằm trên cán do hai đạo đồng đó khiêng đi chàng thấy hai đạo đồng đó đi về hướng phòng để cán liền rón rén đi theo sau đợi cho hai người vào phòng đột nhiên gọi thanh phong minh nguyệt nhận ra ta không hai tiểu đồng sợ hãi nhảy dựng lên chăm chú nhìn trương vô kỵ xem thấy quen quen nhưng chưa biết là ai. Trương Vô Kỵ cười nói. Ta là Vô Kỵ tiểu sư thúc đây, các ngươi quên rồi sao? Hai đứa tiểu đồng liền nhớ lại, mừng rỡ kêu lên. Ồ, tiểu sư thúc về rồi. Sư thúc khỏi bệnh chưa? Ba người tuổi tác cùng lứa, trước kia thường chơi đùa với nhau. Trương Vô Kỵ nói. Thanh Phong, để ta giả làm ngươi, đến khiên tam sư bá, xem ông ấy có nhận ra ta không thanh phong trù trừ nói cái đó không được đâu trương vô kỵ nói tam sư bá thấy ta khỏi bệnh trở về vui không để đâu cho hết vui sướng còn chưa đủ lẽ nào còn trách mắng ngươi hai đạo đồng biết là từ tổ sư trương tam phong trở xuống võ đương lục hiệp đối với vị tiểu sư thúc này cực kỳ sủng ái y khỏi bệnh về núi thật là một chuyện vui rất lớn muốn nghịch ngợm một tí, Du Đại Nham đang bệnh sẽ vui không có gì là không được. Minh Nguyệt nói. Tiểu sư thúc bảo sao thì làm vậy. Thanh Phong nghe thế liền cười hì hì cởi đạo bào, giày vớ để cho chàng thay. Minh Nguyệt thì giúp Trương Vô Kỵ tết một cái búi tóc. Chỉ trong giây lát, chàng đã biến thành một tiểu đạo đồng. Minh Nguyệt nói. Nếu sư thúc mạo xưng Thanh Phong, tướng mạo không giống, vậy nói là đệ tử mới thu trong đạo quan. Thanh Phong bị ngã què chân nên sư thúc vào thay. Trương Vô Kỵ cười đáp. Hay lắm. Đạo nhân kia ở ngoài quát mắng. Hai thằng nhãi kia, còn hi hi ha ha cái gì trong đó, sao lâu thế không chui ra. Trương Vô Kỵ và Minh Nguyệt le lưỡi, vắt cán lên vai đi về phía phòng Du Đại Nham. Hai người đỡ Du Đại Nham ngồi vào cán, Du Đại Nham mặt thật là trịnh trọng không để ý đến đạo đồng là ai nói. Đến tiểu viện sau núi để gặp tổ sư Gia Gia. Minh Nguyệt đáp. Vâng. Quay mình lại tiếng bước còn Trương Vô Kỵ khiên đằng sau. Du Đại Nham chỉ thấy sau lưng Minh Nguyệt nhưng không thấy Trương Vô Kỵ. Không tướng đi theo ngang bên cán cùng đến Hậu Sơn. Viên tri khách đạo nhân kia không được Du Đại Nham gọi đến nên không dám đi theo nơi Trương Tam Phong bế quan tỉnh tu là một tiểu viện nằm sâu trong rừng trúc tại sau núi, cây cối um tùm, bóng râm che phủ mặt đất, ngoài tiếng chim kêu không nghe một tiếng nào khác. Minh Nguyệt và Trương Vô Kỵ khiên Du Đại Nham đến trước tiểu viện, hạ võng xuống. Du Đại Nham đang toan mở miệng cầu kiến, bỗng nghe từ sau cửa truyền ra tiếng nói già cả của Trương Tam Phong. Vị cao tăng nào của phái thiếu lâm quan lâm hàng cư, lão đạo không kịp ra xa nên tiếp, mong thứ lỗi nghe kẹt một tiếng cửa tre mở rộng trương tam phong từ từ bước ra không tướng ngạc nhiên thấy trương tam phong nhận ra người đến thăm thuộc phái thiếu lâm thật là kỳ quái nhưng nghĩ ngay có lẽ tri khách đạo nhân đã đến bẩm trước rồi du đại nham biết là sư phụ càng ngày càng tinh thâm chỉ nghe tiếng bước chân không tướng đã nhận ra ngay môn phái võ công trình độ nông sâu nội công của trương vô kỵ cao thâm hơn không tướng nhiều từ thực quay trở lại hư quá tinh thuần nên lại thành giảng phát cử chỉ ánh mắt bước chân giọng nói mọi thứ đều không lộ ra chút nào khiến trương tam phong không nhận ra chàng thấy thái sư phụ tuy mặt mày hồng hào nhưng râu tóc đã bạc phơ so với lúc chia tay năm xưa đã già hơn một chút trong lòng vừa hoan hỉ vừa bi thương nhịn không nổi nước mắt chảy ròng ròng vội quay đầu ra chỗ khác không tướng chấp tay vái chào nói tiểu tăng thiếu lâm không tướng tham kiến võ đương tiền bối trương chân nhân trương tam phong cũng chắp tay đáp lễ nói không dám đại sư bất tất đa lễ xin mời vào nói chuyện cả năm người bước vào tiểu viện chỉ thấy trên bàn có một bình trà một chén uống trà dưới đất là một tấm bồ đoàn trên tường treo một thanh kiếm gỗ ngoài ra không còn gì khác trên bàn dưới đất đầy những bụi bặm không tướng nói trương chân nhân phái thiếu lâm gặp phải kiếp nạn nghìn năm qua chưa hề có ma giáo đột nhiên bất ngờ tấn công bản phái từ phương trượng không văn sư huynh đổ xuống hoặc chiến đấu đến chết vì chùa hoặc sức yếu bị bắt chỉ một mình tiểu tăng liều chết chạy thoát đại đội ma giáo đang tiến về núi võ đương vinh nhục mất còn của võ lâm trung nguyên hôm nay toàn nằm trong tay một mình trương chân nhân đấy thôi nói xong khóc quà lên trương vô kỵ bị chấn động mạnh chàng biết rõ phái thiếu lâm đã bị tai kiếp ra sao nhưng không ngờ toàn phái đã hoàn toàn bị tiêu diệt ngay cả trương tam phong đã một trăm năm tu tập nghe tin đó cũng giật mình kinh hoảng một hồi lâu không nói được tiếng nào định thần rồi mới hỏi ma giáo tuy ngang ngược như thế nhưng phái thiếu lâm cao thủ biết bao nhiêu làm sao đến nỗi phải rơi vào độc thủ của chúng được không tướng nói không trí không tính hai vị sư huynh đem môn hạ đệ tử cùng năm đại môn phái trung nguyên thề ước tây chinh về đánh quan minh đỉnh tăng chúng còn ở lại chùa ngày ngày mong ngóng tin vui. Hôm đó dưới chân núi báo tin lên, những người viễn chinh đại thắng trở về. Phương trưởng không văn sư huynh nghe tin mừng lắm, cùng mọi người trong chùa ra nên đón, quả nhiên thấy không trí, không tính hai vị sư huynh cùng các đệ tử trở về đến chùa rồi, ngoài ra còn bắt được đến mấy trăm người dẫn theo. Mọi người vào đến đại viện, phương trưởng hỏi hang tình hình đắc thắng, không trí sư huynh ấp úng nói không ra không tính sư huynh đột nhiên kêu lên sư huynh cẩn thận chúng tôi đã lọt vào tay người ta rồi những kẻ bị bắt toàn là địch nhân phương trượng còn đang kinh ngạc bọn tù binh liền rút binh khí dấu trong người ra tay tấn công đệ tử bản phái một là trở tay không kịp hai là các hảo thủ tây chinh bị địch bắt rồi những người còn lại trong chùa chẳng bao nhiêu mọi hướng ra trong đại viện đều bị địch chặn lại hết kịch đấu một trận đều bị chúng đánh cho tan tành cả không tính sư huynh tuẫn nạn ngay tại đương trường. Nói tới đây không tướng khóc lên thành tiếng. Trương Tam Phong trong bụng xót xa, nói. Bọn ma giáo tàn độc như thế, thi hành ác kế làm sao ai mà đề phòng cho nổi. Không tướng cởi cái bọc vải màu vàng đeo trên lưng, mở bao ra, bên trong là một lớp vải dầu, mở lớp vải dầu, quả nhiên lộ ra một cái thủ cấp, mắt tròn xoe trợn ngược, mặt đầy vẻ phẫn nộ, chính là một trong ba đại thần tăng của phái Thiếu Lâm không tính đại sư. Trương Tam Phong và Trương Vô Kỵ đều biết mặt Không Tính, vừa thoạt nhìn không nhịn nổi cùng kêu ca lên một tiếng. Không tướng khóc nói: "Tiểu tăng Liều chết cướp được pháp thể của Không Tính sư huynh, Trương chân nhân, ngài xem đại cừu này làm sao trả được." Nói xong cung kính đặt chiếc đầu của Không Tính lên bàn rồi phục xuống lại. Trương Tam Phong buồn bã không lưng chấp tay đáp lễ. Trương Vô Kỵ nhớ đến khi tỷ võ trên quan minh đỉnh, không tính thần tăng thẳng thái lỗi lạc, hào khí hơn người, không thẹn là đường đường một đại tông sư của phái thiếu lâm, đâu ngờ bị gian nhân làm hại đến nỗi đầu một nơi, mình một nẻo, trong lòng thật là đau xót. Trương Tam Phong thấy không tướng nằm phục xuống hồi lâu không dậy, khóc lóc thật thảm thiết, liền đưa tay ra đỡ lên nói. Không tướng sư huynh, thiếu lâm võ đương vốn cũng một nhà, thù này không thể không báo ông vừa nói tới chữ báo thì không ngờ nghe bình một tiếng song chưởng của không tướng cùng đánh thẳng vào bụng dưới biến cố đó thật là đột ngột trương tam phong võ công tuy đã đến mức tòng tâm sở dục cảnh giới tối cao muốn gì được nấy nhưng đâu ngờ nhà sư thiếu lâm đang mang mối huyết cừu từ xa đến báo tin cho mình tự nhiên lại bất ngờ đánh lén ngay lúc đầu ông tưởng đâu không tướng vì bi thương quá độ nên tâm trí mê man trong cơn hôn loạn tưởng mình là địch nhân nhưng lập tức biết rằng không phải, nơi bụng dưới chúng phải trưởng lực, chính là ngoại môn thần công kim cương bát nhã trưởng, cảm thấy không tướng đang dùng hết sức đẩy kình lực ra, mặt mày trắng bệch nhưng khóe miệng lộ một nụ cười hiểm ác. Trương Vô Kỵ, Du Đại Nham, Minh Nguyệt ba người đâu ngờ biến cố đó xảy ra, ai nấy kinh sợ đến chết trân. Du Đại Nham khổ nổi thân thể tàn phế, không cách nào tiến lên giúp sư phụ một tay, còn Trương Vô Kỵ tuổi trẻ hiểu biết ít, trong một sát na, đâu đã hiểu được rằng không tướng đang toan giết chết thái sư phụ mình. Hai người vừa kêu lên một tiếng thì Trương Tam Phong đã đẩy trưởng trái ra, nghe bột một tiếng nhỏ, đánh trúng ngay đỉnh đầu không tướng. Trưởng đó thật mềm như bông mà cứng còn hơn sắt, sợ không tướng nát bấy, người sụn xuống như một đống bùn nát chết ngay, chẳng kịp kêu lên một tiếng. Du Đại Nham vội kêu. Sư phụ, lão nhân gia, Nói tới đó ông liền ngừng lại thấy Trương Tam Phong nhắm mắt ngồi xuống, chỉ trong chốc lát, trên đầu tỏa ra những làn hơi trắng li ti, bỗng dưng há mồm hộc ra một nguồn máu tươi. Trương Vô Kỵ trong lòng kinh hãi, biết rằng Thái Sư Phụ bị thương thực không phải nhẹ, nếu như ông nôn ra máu bầm đen, thì với nội công thâm hậu vô tỷ của ông chỉ ba bốn ngày sẽ hoàn toàn bình phục, thế nhưng lại hộc máu tươi, phun ra ồng ộc ắt là tạng phủ đã bị trọng thương. Trong giây phút đó, lòng chàng trù trừ không biết tính sao mình có nên lập tức bước ra thố lộ thân phận để cứu thái sư phụ hay làm cách nào ngay khi đó bỗng nghe tiếng chân có người đã đến trước cửa nghe có vẻ gấp rút xem ra mười phần hoảng hốt nhưng không dám tiến vào du đại nham hỏi linh hư đấy ư chuyện gì thế tri khách đạo nhân linh hư đáp bẩm báo tam sư thúc đại đội ma giáo đã đến bên ngoài cung xin gặp tổ sư Gia Gia, nói ra những lời thô bỉ, nói muốn sang phản phái võ đương. Du Đại Nham quát lên. Câm mồm. Ông sợ Trương Tam Phong bị phân tâm sẽ kích động đến thương thế. Trương Tam Phong từ từ mở mắt, nói. Kim cương bát nhã trưởng của phái thiếu lâm quả thực là ghê gớm, nếu không tỉnh dưỡng ba tháng thì không khỏi được. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, hóa ra thái sư phụ bị thương còn nặng hơn ta tưởng nhiều lại nghe trương tam phong nói minh giáo kéo đại đội binh mã lên núi ôi không biết viễn kiều liên châu bọn nó có được bình an không đại nham con nghĩ mình phải làm sao dù đại nham lặng yên không đáp biết rằng trên núi ngoài sư phụ và mình ra còn lại đệ tử đời thứ ba thứ tư chẳng có gì đáng kể đưa ra ngự địch chẳng qua chỉ đẩy vào chỗ chết việc hôm nay chỉ có nước mình liều mạng ra cho địch làm gì thì làm để sư phụ tìm nơi dưỡng thương sau này sẽ tìm cách báo thù nghĩ thế ông bèn cao giọng nói linh hư ngươi đi ra bảo họ chờ tại điện tam thanh ta sẽ ra gặp linh hư vâng lời đi ngay trương tam phong và du đại nham tình thầy trò với nhau đã lâu tâm ý tương thông nghe ông nói như thế biết ngay ý định nói đại nham sống chết ăn thua chẳng có gì đáng phải để bụng cả nhưng tuyệt học phái võ đương không thể vì chuyện này mà đứt gánh Ta tọa quan 18 tháng, đắc ngộ tinh yếu võ học, một pho thái cực quyền và một pho thái cực kiếm bây giờ ta truyền cho con. Du Đại Nham ngẩn ngơ, nghĩ thầm bản thân mình tàn phế đã lâu làm sao còn học được quyền pháp kiếm thuật. Huống chi lúc này cường địch đã nhập quan, còn đâu ở không mà tập luyện võ công, nên chỉ kêu lên. Sư phụ! Rồi không nói thêm gì được nữa. Trương Tam Phong cười buồn nói, từ khi ta khai sáng phái võ đương đến nay, hành hiệp giang hồ, làm nhiều điều nhân nghĩa, cứ đại số mà nói, quyết không thể nào bị đứt đoạn như thế này. Hai pho thái cực quyền và thái cực kiếm của ta so với đạo lý võ học từ trước đến nay hoàn toàn khác hẳn, chuyên về lấy tỉnh chế động, hậu phát chế nhân. Sư phụ con đã hơn trăm tuổi, nếu như chẳng gặp cường địch, thì cũng còn sống được bao năm. Điều vui là đến cuối cuộc đời lại sáng chế được pho võ công này. Viễn Kiều, Liên Châu, Tùng Khê, Lê Đình, Thanh Cốc chẳng có ai ở bên ta, còn đệ tử đời thứ ba, thứ tư thì trừ Thanh Thư ra không có nhân tài nào kiệt xuất, mà y lại cũng không có ở trên núi. Đại Nam, con phải mang trọng trách truyền lại bình sinh tuyệt nghệ của ta, vinh nhục một ngày của phái võ đương có gì đáng kể. Nếu như pho thái cực quyền này truyền lại được cho người sau, thanh danh của phái võ đương sẽ lưu đến muôn đời. Ông nói đến đây, thần thái phấn khởi, hào khí bốc lên nguồn ngục, tưởng như coi cường địch đang uy hiếp kia chẳng để vào đâu. Du Đại Nham vân vân dạ dạ, hiểu ý sư phụ muốn mình nhẫn nại để đảm trách việc lớn, làm sao tiếp truyền tuyệt kỹ của bản phái mới là quan trọng. Trương Tam Phong từ từ đứng dậy, hai tay buông thõng, lưng bàn tay hướng ra ngoài, ngón tay để tự nhiên, hai chân gian ra ngang nhau. Kế đến hai cánh tay từ từ đưa lên đến ngang ngực thì tay trái ôm thành hình bán nguyệt, lòng bàn tay úp thành âm trưởng tay phải lật lên thành dương trưởng, nói Đây là thế khởi đầu của thái cực quyền. Rồi tiếp tục từng chiêu, từng thức diễn ra một lượt, miệng đọc các tên thế, lãm tước vĩ, đơn tiên, đề thủ thượng thế, bạch hạt lượng xí, lâu tất câu bộ, thủ huy tỳ bà, tiến bộ ban lan truy, như phong tự bế, thập tự thủ, bảo hổ quy sơn. Trương vô kỵ ngưng thần nhìn không nháy mắt, lúc đầu tưởng là thái sư phụ cố ý đem từng thức diễn thật chậm, cốt để cho Du Đại Nham nhìn cho rõ ràng, nhưng đến chiêu thứ bảy, thủ huy tỳ bà, chỉ thấy ông tay trái dương trưởng, tay phải âm trưởng, mắt chăm chú nhìn cánh tay bên trái, hai tay từ từ hợp lại, xem tưởng ngưng trọng như núi, lại tựa nhẹ nhàng như lông. Trương Vô Kỵ đột nhiên tỉnh ngộ. Đây là một loại võ công thượng thừa lấy chậm chống với nhanh, lấy tỉnh chế động, không ngờ là trên thế gian này lại có một loại công phu cao minh đến thế càng vốn dĩ võ công cực cao, một khi đã lãnh hội, càng xem càng thêm nhập thần. chỉ thấy trương tam phong hai tay ôm thành hình vòng tròn, chiêu nào cũng hàm ý âm dương biến hóa, tinh vi ảo diệu, quả thực mở ra một khung trời mới cho võ học. tước chừng ăn xong một bữa cơm, trương tam phong sử đến thượng bộ cao thám mã, thượng bộ lãm tước vĩ, đơn tiên rồi hợp trở lại thái cực. ông đứng yên thần định khí nhàn, tuy mới bị trọng thương mà luyện xong quyền pháp tinh thần xem ra lại sung vượng hơn. Trương Tam Phong hai tay ôm vòng thành thức thái cực, nói Quyết khiếu của môn quyền pháp này là 16 chữ hư linh đính kình, hàm hung bạc bối, túng yêu thùy đồn, trầm kiên trụy trữu hai. Thuần lấy ý mà đi quyền, tối kỵ dùng sức, hình thần hợp nhất, đó chính là yếu chỉ của quyền pháp. Nói xong ông giải thích kỹ lưỡng một lần. Du Đại Nam không nói một lời chỉ chăm chú lắng nghe, biết rằng thời thế khẩn bách, không có thì giờ để hỏi tuy có rất nhiều điều chưa hiểu rõ nhưng chỉ cốt chăm chăm ghi nhớ nếu như sư phụ có chuyện gì chẳng lành những khẩu quyết chưa thức mình còn truyền lại được sau này có kẻ nào tài trí thông minh suy nghĩ được chỗ tinh áo trong đó còn trương vô kỵ lãnh hội được nhiều hơn mỗi câu mỗi thế trương tam phong diễn ra đều khiến chàng như được mở ra một con đường mới lòng vui sướng không sao tả nổi trương tam phong thấy mặc dù đại nham có vẻ như hoang mang chưa rõ hỏi lại con hiểu được mấy phần. Du Đại Nham đáp Đệ tử ngu độn, chỉ hiểu độ ba bốn phần nhưng chưa thức và khẩu quyết thì nhớ hết. Trương Tam Phong nói Cũng thật khó cho con. Nếu như Liên Châu ở đây thì có thể hiểu được năm thành. Ôi, ngũ sư đệ của con ngộ tính cao hơn cả, tiếc thay không may chết sớm, nếu ta có được ba năm ra tay điểm bác, thì có thể truyền môn tuyệt kỹ này cho y. Trương Vô Kỵ nghe ông đề cập đến cha mình, trong lòng không khỏi chua xót. Trương Tam Phong lại nói tiếp. Quyền kình của môn này chủ yếu là tưởng lỏng nhưng không phải lỏng, sắp bung ra nhưng chưa bung ra, kình dứt rồi mà ý chưa dứt. Ông đang định giải thích tiếp, bỗng nghe từ phía điện Tam Thanh xa xa truyền đến một giọng già nua. Nếu Trương Tam Phong lão đạo cứ rụt đầu không ra, bọn ta đem đồ tử đồ tôn của y dứt sạch đã lại có một giọng đàn ông ồn ồn nói. Hay lắm, cứ cho một mồi lửa đốt tiêu cái đạo quan này rồi tính sau. Tiếp đến có một giọng the thế. Để lão chết thui thì lão sướng quá. Mình phải tóm cổ lão, trói lại dẫn đi các môn các phái cho họ nể mặt, để mọi người xem cái lão già sống dai vẫn được gọi là Thái Sơn, bắt đầu mặt mũi ra thế nào. Tiểu viện nơi hậu sơn cách tiền điện đến hơn hai dặm, nhưng thanh âm mấy người này truyền đến rõ ràng hiển nhiên địch nhân cố ý khoe khoang công lực mà công lực cũng quả không tầm thường du đại nham nghe những lời hối nhục sư tôn trong bụng giận lắm mắt như muốn tóe lửa trương tam phong nói đại nham những lời ta dặn dò con mới đây sao đã quên rồi không nhẫn nại được làm sao đảm trách chuyện lớn du đại nham nói vâng con xin theo lời giáo huấn của sư phụ Trương Tam Phong nói Con đã hoàn toàn tàn phế, địch nhân sẽ không đề phòng, tuyệt đối không được cấp cáp nóng nảy. Nếu như tuyệt nghệ ta khổ tâm sáng chế không truyền được cho hậu thế, thì con sẽ là tội nhân của phái võ đương ta đó. Dù đại nham nghe mà lưng toát mồ hôi, biết dụng ý tại sao sư phụ nói thế, dù địch nhân lăng nhục thầy trò thế nào chăng nữa, thì cũng phải giả như hèn nhát để sống, cốt sao truyền được tuyệt nghệ. Trương Tam Phong lấy bên mình ra một đôi la hán bằng thép đúc, giao cho Du Đại Nham nói. Tên không tướng này nói phái Thiếu Lâm đã bị diệt sạch, không biết có thật hay không. Người này là cao thủ của phái Thiếu Lâm, đến như y mà còn đầu hàng kẻ địch, đến trước ám toán ta thì phái Thiếu Lâm ắt đã bị đại nạn không còn nghi ngờ gì nữa. Đôi la hán này là do quách tương quách nữ hiệp tặng cho ta 100 năm trước, con sau này gửi lại truyền nhân của phái Thiếu Lâm, may ra từ đôi la hán này mà còn lưu truyền được một tuyệt nghệ của ngôn phái nói xong ông phất tay áo một cái đi ra khỏi cửa du đại nham nói kiên ta đi theo sư phụ minh nguyệt và trương vô kỵ hai người liền ghé vai khiêng chiếc cắn đi theo trương tam phong bốn người đến điện tam thanh thấy trong điện đầy kẻ đứng người ngồi phải đến ba bốn trăm chứ không ít trương tam phong đứng giữa điện ra hiệu chào khách nhưng không nói lời nào du đại nham lớn tiếng nói vị này là sư tôn chúng tôi trương chân nhân các vị đến núi võ đương không hiểu muốn dạy bảo điều gì đại danh trương tam phong uy chấn võ lâm lập tức bao nhiêu cặp mắt đều đổ dồn vào ông chỉ thấy ông mặc một chiếc đạo bào cũ kỹ dơ bẩn màu tro râu mày bạc trắng thân thể cực kỳ cao to ngoài ra không có gì khác thường trương vô kỵ nhìn thấy những người kia thấy một nửa ăn mặc theo lối giáo chúng minh giáo còn hơn chục người đứng đầu mặc quần áo bản phái có lẽ vì thân phận cao cấp không muốn mạo xưng người khác cao lùng tăng tục mấy trăm người đều dồn vào trong điện nhất thời không thể nhìn rõ mặt từng người ngay lúc đó nghe thấy bên ngoài có người truyền vào giáo chủ đến người trong điện nghe thế lập tức im phăng phắc hơn chục thủ lãnh liền tiến ra ngoài nên tiếp những người khác cũng rảo bước theo sau chỉ trong giây lát mấy trăm người đều đi hết sạch không còn một ai lại nghe tiếng chân hơn chục người kia từ xa đến gần đến trước điện thì dừng lại trương vô kỵ từ trong ngó ra không khỏi giật mình thấy tám người khiêng một chiếc kiệu bọc gấm vàng có thêm bảy tám người đi trước sau ủng vệ dừng ngay trước cửa tám người kiệu phu kia chính là thần tiễn bác hùng ở lục liễu sơn trang trương vô kỵ trong lòng chợt nảy ra một ý hai tay liền bốc đất dưới chân xoa đầy lên mặt Minh Nguyệt nghĩ rằng chàng thấy đại địch đến đánh, hãy sợ vô cùng nên mới giả làm như thế, nhất thời cũng bấn loạn theo, bắt trước cũng bốc đất trét lên mặt. Hai đứa đạo đồng lập tức biến thành hai ông vô bếp, không còn nhìn ra mặt mũi thật ra sao. Cửa kiệu mở ra, từ trong bước ra một thanh niên công tử, mặc áo bào trắng, trên áo theo một ngọn lửa đỏ đang cháy, tay cầm quạt lông phe phẩy, chính là triệu mẫn cải nam trang. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, thì ra mọi việc đều do cô này sắp xếp, thảo nào phái thiếu lâm một trận tan tành. Triệu mẫn đi vào trong điện, có độ hơn chục người đi theo. Một gã thân thể cao lớn bước tới một bước, không lưng nói. Khải bẩm giáo chủ, người này là lão đạo trương tam phong của phái võ đương, còn gã tàn phế kia ắt là đệ tử thứ ba của y là Du Đại Nham. Triệu mẫn gật đầu, đi lên vài bước, cực quạt lại, vái trương tam phong một vái thật sâu nói. Vãn sinh Trương Vô Kỵ chấp chưởng Minh giáo, hôm nay được dịp gặp bậc thái đậu của Võ Lâm, thật là may mắn biết chừng nào. Trương Vô Kỵ giận lắm, trong bụng chửi thầm, con tặc a đầu này mạo xưng giáo chủ Minh giáo, cái đó cũng chẳng sao, lại cả gan mạo luôn cả tên ta đến lừa dối thái sư phụ. Trương Tam Phong nghe ba chữ Trương Vô Kỵ, thật lạ lùng, sao giáo chủ Minh giáo lại là một cô gái tuổi trẻ xinh đẹp thế này, tên lại giống thằng cháu Vô Kỵ của ta ông liền chắp tay hoàng lễ nói. Không biết giáo chủ đại giá quan lâm, chẳng kịp ra xa nên đón, xin tha lỗi cho. Triệu Mẫn nói. Không dám, không dám. Tri khách đạo nhân linh hư đưa các đạo đồng nhà bếp đem trà lên. Triệu Mẫn một mình ngồi trên ghế, các thủ hạ của nàng đứng thõng tay xa xa ở đằng sau, không dám đến gần nàng quá năm thước, tự hồ sợ là bất kính bạo phạm đến nàng. Trương Tam Phong đã tu luyện 100 năm, Kim Xuân tỉnh lãng, đến mức vạn sự không còn gì phải để trong lòng nữa nhưng tình thầy trò thâm trọng, nghĩ đến an nguy sống chết của bọn Tống Viễn Kiều, mười phần thắc khoải nên hỏi ngay. Mấy đứa học trò của lão đạo không biết lượng sức mình, từng đến quý giáo học hỏi cao chiêu, đến nay chưa về, không biết bọn chúng bây giờ ra sao, xin được trương giáo chủ Minh Thị. Triệu Mẫn cười hì hì nói. Tống Đại Hiệp, Du Nhị Hiệp, Trương Tứ Hiệp, Mạc Thất Hiệp bốn vị hiện nay nằm trong tay bản giáo mỗi người bị thương chút đỉnh nhưng tính mệnh không có gì đáng ngại trương tam phong nói bị thương chút đỉnh ư có lẽ trúng chút đỉnh chất độc thì đúng hơn triệu mẫn cười nói trương chân nhân quả thật tự hào về võ đương tuyệt học nếu chân nhân bảo họ trúng độc thì cứ coi như là trúng độc đi trương tam phong biết rằng các học trò mình đều là cao thủ bậc nhất đời nay nếu vì ít người không chống lại được với số đông thì dẫu sao cũng có một hai người thoát thân quay về báo, còn nếu cả bọn bị bắt, chắc là chúng phải độc dược vô ảnh vô tung khó mà phòng bị. Triệu Mẫn thấy ông đoán chúng ngay như thế nên thản nhiên thừa nhận. Trương Tam Phong lại hỏi: Thế còn tiểu đồ họ Ân thì sao? Triệu Mẫn thở dài. Ân Lục Hiệp bị phái Thiếu Lâm mai phục, cũng bị y hệt chẳng khác gì vị Du Tam hiệp kia bốn chân tay bị đại lực kim cương chỉ bẻ gãy, chết thì không chết nhưng cử động thì không được. Trương Tam Phong nhìn mặt mà xét, thấy những lời của nàng ta không phải nói láo, trong lòng đau đớn, và một tiếng, lại phun ra một nguồn máu tươi. Những người đứng sau triệu mẫn lộ vẻ mừng rỡ, biết là không tướng đã đánh lén được rồi, vị cao nhân của phái võ đương đã bị thương nặng, bọn họ vốn chỉ sợ một mình Trương Tam Phong, lúc này không còn gì phải úy kỵ nữa. Triệu Mẫn nói. Phản sinh có một lời khuyên bảo, không hiểu Trương chân Nhân có muốn nghe không? Trương Tam Phong đáp. Xin nói ra. Triệu Mẫn nói. Dưới khắp gầm trời này, không chỗ nào không phải là đất của Hoàng đế. Tất cả mọi thứ trên bờ cõi của nhà vua, không gì không phải là phận bầy tôi, ba. Hoàng đế mông của chúng ta uy trùng bốn bể, nếu như trương chân nhân tòng thuận thì hoàng thượng lập tức tấn phong, cả phái võ đương đều được vinh sủng, cả bọn tống đại hiệp ai nấy đều an toàn không còn gì phải nói nữa. Trương Tam Phong ngẩng đầu nhìn xà nhà, lạnh lùng đáp. Minh giáo tuy làm nhiều điều bất nghĩa, càng rỡ không đâu vào đâu, nhưng xưa nay vẫn chống lại người Mông Cổ, không biết quy thuận triều đình từ bao giờ. Lão đạo thật là quê mùa kém hiểu biết quá. Triệu Mẫn đáp. Bỏ chỗ tối vào chỗ sáng, xưa nay kẻ am hiểu thời vụ mới là người tuấn kiệt. Phái thiếu lâm từ không văn, không trí thần tăng đổ xuống, ai ai cũng quy thuận, tận trung với triều đình. Bản giáo chẳng qua nhìn thấy được đại thế nên đi theo các bậc hiền hào, chứ có gì đâu. Trương Tam Phong hai mắt sáng quắc, nhìn thẳng vào triệu mẫn nói. Người nguyên tàn bạo, tàn hại bách tính, khiến cho hôm nay thiên hạ quần hùng đều nổi lên, chính là lúc đuổi quân hồ lỗ, lấy lại giang sơn chúng ta phàm đã là con cháu hoàng đế bốn ai ai mà chẳng có chí đuổi quân thác đát đó mới chính là đại thế phải theo lão đạo tuy là người xuất gia không lý chuyện đời nhưng cũng biết được đâu là đại nghĩa không văn không trí là bậc đương thế thần tăng lẽ nào khuất phục trước thế lực sao cô nương lại nói năng lăng nhăng lộn xộn như thế đằng sau triệu mẫn vọt ra một đại hán lớn tiếng quát lên lão đạo đần độn kia nói năng không biết nặng nhẹ gì cả. Phái võ đương chỉ trong chớp mắt là bị tiêu diệt rồi, lão không sợ chết, không lẽ hơn trăm đạo nhân đệ tử trên núi này, đứa nào cũng không sợ chết. Kẻ đó nói năng trung khí sung túc, thân thể cao to, bắp tay gân quốc, hình tướng thật là uy võ. Trương Tam Phong liền cất tiếng ngâm. Nhân sinh tự cổ thùy vô tử. Lưu thủ đang tâm chiếu hãng thanh. Có ai sống mãi đâu nào? lòng song sao được ghi vào sử xanh. Đây là hai câu thơ của Văn Thiên Tường, năm. Khi Văn Thiên Tường khẳng khái chết vì nghĩa thì Trương Tam Phong tuổi còn nhỏ, rất kính ngưỡng vị thừa tướng anh hùng này. Về sau ông hay than thở khi đó võ công chưa thành nếu không thể nào cũng xả thân cứu ông ta thoát nạn, nay đến lúc vào cảnh sinh tử quan đầu, tự nhiên ngâm ra hai câu thơ trên. Ông ngừng lại một chút nói tiếp. Xem ra văn thừa tướng cũng còn có chỗ chấp nê, chỉ cần giữ mình một tấm lòng son còn sử sách sau này chép sao thì chết. Ông liếc du đại nham một cái, nghĩ thầm, ta mong sao pho thái cực quyền được lưu truyền hậu thế, có khác gì văn thừa tướng muốn để tiếng thơm cho đời sau. Thực ra nếu đã hành sự không hổ cùng trời đất rồi, thì còn lo gì thái cực quyền kiếm có truyền hay không truyền, phái võ đương tồn tại hay không tồn tại. Bàn tay trắng như ngọc của triệu mẫn vẫy nhẹ một cái, đại hán kia liền lui lại phía sau nàng mỉm cười nói. Nếu Trương chân Nhân đã cố chấp như thế, tạm thời mình không nói đến nữa. Vậy thì mời các vị đi theo ta. Nói xong nàng đứng lên, bốn người đứng đằng sau lập tức tiến lên vây Trương Tam Phong lại. Bốn người đó gồm một đại hán cao to, một người áo vải đầy mụn vá, một hòa thượng gầy gò, và một người hồ Tây vực trâu sồn mắt biết. Xem ra nếu Trương Tam Phong nếu không đi theo họ, bốn người này sẽ ra tay. Trương Vô Kỵ thấy mấy người đó thân pháp kẻ ngưng trọng, kẻ phiêu giật ai nấy đều thật là phi thường, trong bụng hơi hoảng, sao dưới tay cô ả họ triệu này lại nhiều cao thủ đến thế? Chàng lại nghĩ thầm, phe địch cao thủ thật nhiều, bọn này ai nấy đều gian trá vô sĩ, không kể tính nghĩa, không phải như sáu môn phái vây công quan minh đỉnh. Ta muốn bảo hộ Thái Sư Phụ và Tam Sư Bá được bình an không phải dễ. Nếu có đánh bại được vài người, bọn họ nhất định không chịu thua, thể nào cũng gù lên một lượt. Thế nhưng việc đến nước này, chỉ còn một phen hết sức, tốt nhất là làm sao bắt giữ được triệu cô nương để uy hiếp đối phương. Chàng đang toan tiến ra ngăn trở bọn kia, bỗng nghe bên ngoài cửa một tiếng cười dài ghê rợn, một người áo xanh bay vụt vào trong điện, thân pháp chẳng khác gì quỷ mị, thoáng một cái như gió bay, như chớp lòe đã tới sau lưng gã cao to, múa trưởng đánh ra. Đại hán đó liền xoay người, muốn ngược tay lại đỡ, ý muốn dùng ngạnh công đấu với người kia. Thế nhưng người áo xanh không để chiêu đó đánh xong, tay trái đã đánh luôn vào vai người hồ Tây vực. Người hồ nghiêng qua né tránh, giơ chân lên đá vào bụng dưới y, người kia khi đó đã đánh tiếp qua nhà sư gầy gò, vội vàng nghiêng người lùi lại, tả trưởng đánh luôn vào người ăn mặc rách rưới. Chỉ trong nháy mắt, y liên tiếp đánh ra bốn trưởng, công kích bốn cao thủ, tuy không trưởng nào trúng nhưng thủ pháp nhanh như thế không ai ngờ nổi. Bốn người kia biết mình đã gặp kình địch nên đều nhảy lùi mấy bước, ngưng thần tiếp chiến. Người áo xanh không thèm để ý đến phía địch, không lưng xuống vái Trương Tam Phong nói. phản bối vi nhất tiếu, tọa hạ của trương giáo chủ minh giáo, tham kiến trương chân nhân. Người đó chính là vi nhất tiếu. Y thoát khỏi những kẻ chặn đường rồi lập tức chạy đến đây. Trương Tam Phong thấy y xưng lạc minh giáo trương giáo chủ tọa hạ, cho rằng y cũng cùng bọn với triệu mẫn, dơ tay đánh bốn người kia chắc có âm mưu gì nên lạnh lùng đáp. Vi tiên sinh không phải đa lễ. Đã từ lâu nghe danh thanh dực bức vương kinh công tuyệt đỉnh, trên đời ít có, hôm nay được thấy quả thực danh bất hư truyền. Vi nhất tiếu mừng lắm, y ít đến trung nguyên, trước nay tên tuổi không mấy nổi, nào ngờ Trương Tam Phong cũng nghe tiếng kinh công cao siêu của mình, không mình đáp. Trương chân nhân là bắt đầu của võ lâm, phản bối được chân nhân khen một câu, quả thực vinh hạnh không để đâu cho xiết. Y quay lại, chỉ vào Triệu Mẫn nói. Triệu cô nương, sao cô lén lúc mạo danh minh giáo làm bại hoại tên tuổi bản giáo là để làm gì? Nam tử Hán, đại trượng phu sao lại độc ác, âm hiểm như thế? Triệu Mẫn cười khanh khách nói. Ta vốn có phải nam tử Hán đại trượng phu đâu, độc ác âm hiểm thì ngươi làm gì được nào? Vi Nhất Tiếu mới nói một câu đã bị bắt bẻ khiến không biết đối đáp ra sao, y ngẩn ngơ rồi nói. Các vị tấn công thiếu lâm rồi lại tới làm phiền phái võ đương, rốt ráo lai lịch thế nào? Nếu như các vị có oán cừu với hai phái này, minh giáo trước nay không hay xen vào việc người khác, thế nhưng nếu mạo xưng tên tuổi chúng tôi, ăn mặc giả làm giáo chúng thì vi nhất tiếu này không thể không can thiệp. Trương Tam Phong vốn biết Minh Giáo là tử địch với triều đình đã hơn trăm năm nên không tin nay lại đầu hàng Mông Cổ. Nghe Vi Nhất Tiếu nói mấy câu đó bấy giờ mới minh bạch, nghĩ thầm, thì ra cô gái này mạo xưng. Mà giáo tuy thanh danh không tốt nhưng những chuyện lớn thế này họ không thể hồ đồ được. Triệu Mẫn quay sang người to cao kia nói. Nghe y to mồm huyên hoang nhỉ, ngươi ra thử xem y có tài thật hay chỉ nói phép. Đại hán kia không lưng đáp. Vâng. Y đưa tay sửa lại dây thắt lưng, thịnh khạng đi ra giữa điện nói. Vì bức vương, tại hạ muốn lãnh giáo công phu hàng băng miên trưởng. Vi nhất tiếu không khỏi kinh hải nghĩ thầm, cả này làm sao lại biết ta có môn hàng băng miên trưởng. Y biết thế mà vẫn tiến lên khiêu chiến, ta hẳn không thể coi thường được. Y hai tay vỗ một cái nói. Xin thỉnh giáo tính danh của các hạ. Người kia đáp bọn ta đã mạo xưng minh giáo đến đây không lẽ lại dùng tên thật câu hỏi đó của bức vương quả thật ngốc quá hơn một chục tên đứng sau lưng triệu mẫn bật lên tiếng cười ha hả vi nhất tiếu lạnh lùng nói đúng thế câu hỏi của ta ngu thật các hạ cam chịu làm ưng quyển cho triều đình làm nô tài cho dị tộc không nói tên ra tốt hơn nếu không thì làm nhục cả tổ tiên đại hán kia đỏ mặt lửa giận bốc lên nghe vụ một tiếng đã đánh ra một chưởng vào thẳng ngực vi nhất tiếu, kinh lực thật là lợi hại. Vi nhất tiếu xoay chuyển cước bộ né qua ngay, thân hình chỉ nhấp nháy đã lòn ra sau lưng giơ tay điểm vào lưng địch. Y chưa dở hàng băng miên chưởng ra vì còn muốn thăm dò xem đối phương kia hư thực nông sâu thế nào. Đại hán kia liền giơ tay trái đỡ ngược lại, trong thủ có ẩn thế công. Chỉ qua mấy chiêu, chưởng thế của gã kia nhanh dần, chưởng lực mỗi lúc một thêm mạnh mẽ. Tuy nội thương vi nhất tiếu đã được trương vô kỵ chữa, mỗi lần vận công không còn phải uống máu nóng để chế ngự âm độc trong cơ thể như trước, nhưng mới khỏi chưa bao lâu, nay gặp cường địch lại ra tay trước mặt một đại tông sư như Trương Tam Phong, thành thử không dám kinh xuất, lập tức vận dụng hàng băng miên trưởng công phu ra chống đỡ. Hai người trưởng thế chậm dần, dần dần đi vào chỗ đấu nội lực. Đột nhiên nghe vù một tiếng, từ cửa chính một vật đen xì ném thẳng vào gã đại hán vật đó xem ra còn to hơn một bao gạo, quả thật là kỳ thiên hạ làm gì có loại ám khí nào lớn đến thế. Đại hán chẳng biết vật gì liền vận kình đánh bật vật đó ra văn xa hơn một trượng. Chỉ nghe một tiếng a à, thảm khốc, thì ra đó là một cái bao trong đó có người, kẻ đó bị một trưởng mãnh liệt vô luân của đại hán kia làm sao không đứt gân gãy xương cho được. Đại hán kia còn đang ngạc nhiên, chưa hiểu ra sao, vi nhất tiếu lập tức lẻn ra sau, lẳng lặng đánh ngay một hàng băng miên trưởng vào huyệt đại truy chính giữa hậu tâm y đại hán đó vừa giận vừa sợ vội quay lại hết sức đánh một trưởng lên đầu vi nhất tiếu vi nhất tiếu cười ha hả không tránh né cũng không đỡ gạt trưởng của đại hán đó đến giữa chừng cánh tay đột nhiên mềm nhũng không hơi sức trưởng đó tuy đánh trúng thiên linh cái đối phương nhưng hoàn toàn không có một chút kình lực chẳng khác gì để tay lên đầu vi nhất tiếu biết rằng một khi trúng phải hàng băng miên trưởng kình lực đối phương lập tức mất hết thế nhưng cao thủ đối chiến, ai dám cho địch đánh vào đầu mình, liều lĩnh như thế xưa nay chưa ai thấy, người đứng ngoài không khỏi toát mồ hôi. Nếu đại hán kia có thuật chế ngự hàng băng miên trưởng, kình lực nhất thời chưa mất, trưởng đó đánh lên đỉnh đầu, làm sao khỏi nát sọ. Vi nhất tiếu suốt đời hành sự quá đảng lạ lùng, những chuyện không ai dám làm, không chịu làm, chưa từng làm y càng khoái chí. Y thừa cơ đối phương phân tâm ra tay đánh lén, xem ra cũng không được quang minh chính đại, thế nhưng lại đám để cho địch thẳng cánh đánh vào đầu, thì tuy không quang minh chính đại thì cũng phải là lớn mật làm càng, đem sống chết ra đùa cực. Gã áo quần rách rưới liền xé chiếc bao, lôi ra một người, thấy y mặt đầy máu, đã bị đại hán nọ đánh một chưởng chết rồi. Kẻ đó mặc áo đen, chính là đồng bọn của họ, không hiểu vì sao lại bị bỏ trong bao vứt vào đây. Gã giận quá, quát lên. Đứa nào thập thò, Nói chưa hết câu, một chiếc bao trắng đã chụp xuống đầu y, y đề khí nhảy lùi lại, tránh được, thấy ngay một nhà sư mập mạp đứng ngay trước mặt đang cười hì hì, chính là bố đại hòa thượng thuyết bất đắc. Chiếc túi càng không nhất khí của thuyết bất đắc bị trương vô kỵ làm vỡ trên quang minh đỉnh rồi, không có binh khí cầm tay, đành phải lấy mấy cái túi vải dùng tạm, dĩ nhiên không thể nào lợi hại như cái túi càng không đao kiếm chém không đứt kia được. Kinh công của y tuy không bằng vi nhất tiếu, nhưng cũng ghê gớm lắm, trên đường lại không bị ngăn trở, chân trước chân sau đã đến ngay. Thuyết bất đắc không mình chào Trương Tam Phong nói. Tòa hạ trương giáo chủ minh giáo, nhà sư túi vải rầy đây mai đó thuyết bất đắc xin tham kiến trưởng giáo tổ sư trương chân nhân của phái võ đương. Trương Tam Phong hoàng lễ đáp. Đại sư đi đường xá xa xôi vất vả quá. Thuyết bất đắc nói, các anh em tòa hạ của tệ giáo chủ gồm Quang Minh Sứ Giả, Bạch Mi Ưng Vương, Tứ Tản Nhân, Ngũ Hành Kỳ cùng nhân mã các lộ đều đã kéo đến núi Võ Đương. Xin Trương chân Nhân xuôi tay đứng ngoài, để xem minh giáo chúng tôi cùng bọn vô liêm sĩ mạo danh người khác quấy hôi bôi nhọ này so tài cao thấp. Câu này của y chỉ là hư trương thanh thế, đại đội nhân mã của minh giáo làm gì đến nhanh thế được. Thế nhưng Triệu Mẫn nghe rồi, đôi lông mày nhíu lại, nghĩ thầm, bọn chúng đến nhanh như thế là do kẻ nào tiết lộ cơ mật. Nàng nhịn không nổi buộc miệng hỏi. Trương giáo chủ các ngươi đâu? Bảo y ra gặp ta. Nói xong trừng mắt nhìn vi nhất tiếu, ánh mắt dường như có ý nghi ngờ, hỏi xem giáo chủ bây giờ ở đâu. Vi nhất tiếu cười ha hả nói. Thế bây giờ cô không mạo xưng nữa ư? Y trong bụng cũng hỏi thầm, giáo chủ hẳn đã đến rồi, nhưng bây giờ đang ở đâu? trương vô kỵ từ nãy đến giờ đứng nấp đằng sau minh nguyệt biết rằng vi nhất tiếu và thuyết bất đắc chưa nhận ra mình thấy có hai tay thuộc hạ đắc lực bụng thật mừng rỡ triệu mẫn cười nhạt nói một con dơi độc một nhà sư thối thì làm được trò trống gì nói chưa dứt bỗng từ góc mái nhà phía đông một chuỗi cười dài rồi có tiếng hỏi thuyết bất đắc đại sư dương tả sứ đã tới hay chưa người đó tiếng nói vang dội và dặn hào hùng chính là bạch mi ưng vương ân thiên chính thuyết bất đắc chưa kịp trả lời tiếng cười của dương tiêu ở trên mái nhà phía tây đã vọng xuống vui vẻ nói ưng vương lão huynh đúng là càng già càng dẻo càng dai đã đến trước đệ một bước ân thiên chính cười đáp dương tả sứ không phải khách sáo làm gì hai người mình cùng đến một lượt chẳng ai hơn ai hẳn là tả sứ nể mặt trương giáo chủ nên nhường mổ đấy thôi dương tiêu nói đương nhân bất nhượng sáu tại hạ đã dùng hết sức mình nhưng vẫn không thể nào nhanh được như ưng vương hai người trên đường thi đua kình lực xem ai chạy nhanh hơn nội lực ân thiên chính cao thâm còn bộ pháp của dương tiêu thì nhanh nhẹn nên khởi hành cùng một lượt cùng đến một lần hai người cười ha hả nhảy từ trên mái nhà xuống trương tam phong đã nghe danh ân thiên chính từ lâu hơn nữa ông ta lại là nhạc phụ của trương thúy sơn còn Dương Tiêu thì là nhân vật nổi danh trên giang hồ, cho nên tiến lên ba bước, chắp tay nói. Trương Tam Phong cung nghinh ân huynh, Dương huynh đại giá. Trong bụng có điều không hiểu, ân thiên chính rõ ràng là giáo chủ thiên ưng giáo, sao lại nói cái gì, nể mặt trương giáo chủ là sao? Ân dương hai người không mình đáp lễ, ân thiên chính nói. Đã từ lâu nghe tiếng của trương chân nhân, nhưng chưa có duyên bái kiến, hôm nay được thấy tôn nhang, đúng là tam sinh hữu hạnh trương tam phong nói hai vị đều là nhất đại tông sư lại cùng đại giá quan lâm quả thực là hiếm có trong bụng triệu mẫn mỗi lúc thêm bực bội thấy các cao thủ của minh giáo càng lúc càng đông tuy chưa thấy trương vô kỵ xuất hiện nhưng e rằng lời của thuyết bất đắc không phải dọa xuân y quả đang đứng sau sắp xếp bố trí một trận thế ghê gớm hơn kế hoạch của mình đã an bài đâu đấy xem ra khó mà thành công nhưng việc ám toán được trương tam phong trọng thương là chuyện ngàn năm một thuở không thể nào có lần thứ hai hôm nay không đánh tan phái võ đương để sau này ông ta chữa khỏi rồi thì không còn cơ hội nào nữa nàng liếc qua liếc lại đôi mắt đen nhánh cười khẩy nói giang hồ vẫn truyền ngôn võ đương là danh môn chính phái nhưng tai nghe đâu bằng mắt thấy thì ra phái võ đương lén lút bắt tay với ma giáo được ma giáo đỡ đầu còn võ công bản môn chẳng đáng vào đâu thuyết bất đắc nói triệu cô nương nói như cô đúng là giọng điệu đàn bà kiến thức con nít thời trương chân nhân uy chấn võ lâm chỉ sợ đến ông nội cô cũng chưa ra đời thứ trẻ con như cô biết làm sao được đằng sau triệu mẫn lập tức có mươi người hung hăng tiến ra hầm hầm nhìn y thuyết bất đắc mặt nhơn nhơn cười nói các ngươi bảo ta không được nói như thế phải không thì tên ta đã là thuyết bất đắc mà cái gì nói được là ta nói các ngươi làm gì ta đây nhà sư gầy gò thủ hạ triệu mẫn giận dữ nói chủ nhân để thuộc hạ giải quyết tên to mồm lắm miệng này thuyết bất đắc kêu lên hay lắm hay lắm ngươi là sư đi hoang mà ta cũng lang thang không chùa hai đứa mình làm một keo xem nào mời võ đương tông sư trương chân nhân chỉ điểm những chỗ sai sót còn hơn tự mình khổ luyện mười năm nói xong hai tay vung ra từ trong bọc lấy thêm một cái túi vải nữa người ngoài thấy y hết túi này đến túi khác lấy mãi không hết không biết dưới áo bào y còn giấu bao nhiêu cái túi nữa triệu mẫn khe khẽ lắc đầu hôm nay chúng ta lên đây học hỏi tuyệt nghệ của phái võ đương phái võ đương vị nào hạ trường chúng ta đều vui vẻ phụng bồi phái võ đương có chân tài thực học không hay chỉ được cái tiếng hảo một trận hôm nay cả thiên hạ sẽ biết hết còn minh giáo với chúng ta dây mơ rễ má thế nào, ngày sau tính sổ cũng chưa muộn. Tên tiểu quỷ trương vô kỵ gian trá giảo quyệt, ta chưa rút được gân, lột được gia y thì chưa tiêu được mối hận lòng, nhưng không gấp gì một hôm nay. Trương Tam Phong nghe nói tên tiểu quỷ trương vô kỵ, trong bụng lạ lùng, không lẽ giáo chủ minh giáo tên là trương vô kỵ thật? Thế nhưng sao lại tiểu quỷ là sao? Thuyết bất đắc cười kỳ kỳ nói. Trương giáo chủ bản giáo tuổi trẻ tài cao, triệu cô nương e rằng còn kém bản giáo chủ vài tuổi, chi bằng lấy quách giáo chủ chúng tôi, hòa thượng này xem ra xứng đôi. Y nói chưa hết câu, bọn người sau lưng triệu mẫn cùng gầm lên. Đừng nói láo. Câm mồm. Sư hoang nói thối lắm. Triệu mẫn hai má đỏ bừng, dung nhan càng thêm kiều diễm, thần sắc chỉ có ba phần tức giận nhưng đến bảy phần e ấp, một thủ lãnh quần hào oai nghi trong giây lát thành ngay một thiếu nữ thẹn thùng. Thế nhưng thần thái đó chỉ chớp mắt đã qua ngay, nàng lập tức trấn tĩnh, mặt trở lại lạnh như tiền, quay sang nói với Trương Tam Phong. Trương chân Nhân, nếu ông không muốn ra tay, chỉ cần nói một câu thôi cũng đủ. Cứ nhận rằng phái võ đương trước nay chỉ bịp bợm tím danh, bọn ta sẽ vỗ tay đi ngay, bọn Tống Viễn Kiều, Du Liên Châu cũng được thả về chẳng suy suyển một mảy. Ngay lúc đó, thiết quan đạo nhân và ân giả vương trước sau cùng đến, chẳng bao lâu thêm Chu Điên và Bành Oánh Ngọc cũng tới nơi, minh giáo thế là có thêm bốn tay hảo thủ. Triệu Mẫn đoán định tình hình, nếu hai bên quyết chiến, chưa chắc đã thắng ngay được, sợ nhất là Trương Vô Kỵ còn trong bóng tối ra tay gì chưa biết. Nàng đưa mắt nhìn khắp lượt mọi người trong minh giáo, nghĩ thầm, Trương Tam Phong trở thành mối lo gan ruột của triều đình, chẳng qua chỉ vì có cái uy danh quá lớn, trong võ lâm ai ai cũng coi như bắt đầu thái sơn nếu đối địch với triều đình thì võ lâm cũng không ai quy phục thế nhưng y già cả heo hắt như ngọn đèn trước gió sống thêm được bao lâu hôm nay không cần phải giết lão chỉ cần làm nhục một phen cho tiếng tam phái võ đương tiêu ma hết thế cũng coi như thành công lớn rồi nàng đèn lạnh lùng nói bọn ta đến thăm núi võ đương chỉ muốn lãnh giáo võ công trương chân nhân xem thật hay giả nếu như muốn tiêu diệt minh giáo, chẳng lẽ không biết tìm đường lên quan minh đỉnh? Việc gì phải tỉ võ trên núi võ đương, không lẽ trên đời này chỉ có một mình trương chân nhân là có thể phẩm bình cao thấp, thắng bại hay sao? Thôi chuyện đó gác qua một bên. Trong nhà tôi có ba người giúp việc, một người luyện được vài ngày chút kiếm pháp giết heo, mổ chó, một người biết sơ qua chút ít nội công, còn một người thì học được vài miếng quyền mèo quào. A đại, A nhị, A tam bảy, ba người đứng ra đây. Trương chân nhân chỉ cần đánh bại được ba gia nhân vô tích sự của ta, thì mọi người sẽ bội phục võ công phái võ đương là thật chứ không phải giả. Còn không thì giang hồ sẽ có công luận, ta chẳng phải nói nhiều làm gì. Nói xong nàng ta vỗ tay một cái. Chỉ thấy A Đại là một ông già mình hạt sắc ve, hai tay bưng một thanh trường kiếm, chính là bảo kiếm ỷ thiên. Người đó vừa gầy vừa cao, mặt đầy nếp nhăn, dúng gió khổ sở, tưởng như mới bị ai chửi mắng, đánh đập một hồi, nếu không thì hẳn là vợ con mới chết, ai nhìn mặt y cũng thấy chạnh lòng muốn rơi nước mắt. A nhị thì cũng gầy gò như thế, người hơi thấp hơn, đầu nhẵn thính, hói đến nỗi không còn một sợi tóc nào, hai bên huyệt thái dương tụt lõm xuống, sâu đến nửa tấc. Còn ta tam thì thân hình rắn rỏi chắc nịch, dền dàng có uy, trên mặt, cánh tay, cần cổ chỗ nào có bắp thịt cũng thấy cuồn cuộn săn chắc, tưởng như toàn thân đầy tinh lực muốn bật tung ra ngoài. Trên má trái y có một nốt ruồi đen, trên nốt ruồi có một sợi lông dài. Trương Tam Phong, ân thiên chính, Dương Tiêu nhìn thấy hình dáng ba người này, trong bụng ai cũng kinh thầm. Chu Điên nói Triệu cô nương, ba người này đều là cao thủ tuyệt đỉnh trong võ lâm, Chu Điên này một tên đánh còn chưa lại, sao không biết thẹn đóng vai kẻ ăn người làm, đến đùa cợt với Trương Chân Nhân. Triệu Mẫn nói, có thực họ là cao thủ tuyệt đỉnh trong võ lâm không? sao ta lại không biết? thế tên bọn họ là gì? chu điên tắc tỵ ú ớ, nhưng lập tức giả vờ cười ha hả, nói: vị này là nhất kiếm chấn thiên hạ su mi thần quân, vị này là đơn khí bá bát vương ngốc đầu thiên vương, còn vị này ư, thiên hạ ai mà chẳng biết, ai mà không hay, hì hì, chính là chính là thần quyền cái thế đại lực tôn giả triệu mẫn nghe y nói quấy nói quá không khỏi cười khúc khích nói ba người ở nhà tôi nấu cơm pha trà lau bàn quét rác làm gì có thần quân thiên vương tôn giả nào ở đây trương chân nhân xin ông tỷ quyền cướp với a tam trước a tam tiến lên một bước vòng tay nói xin mời trương chân nhân chân trái y dậm một cái nghe lách cách một tiếng ba miếng gạch vuông dưới chân đã nát vụn Y dậm nát miếng gạch dưới chân không có gì lạ, nhưng lại là hai miếng gạch hai bên cũng bị y dậm vỡ luôn. Dương Tiêu đưa mắt nhìn Vi Nhất Tiếu, hai người cùng nghĩ, tay này ghê thật. Hai tên còn lại ta đại, A Nhị từ từ lui về sau, vẫn cúi gầm mặt xuống, chẳng nhìn một ai. Ba người này từ khi vào trong điện, chỉ đứng sau lưng Triệu Mẫn, lúc nào cũng lặng lẽ cúi đầu, dáng điệu hèn mọn, không một ai thèm để ý, không ngờ vừa mới bước ra chẳng khác nào ngọn núi vương ra khỏi vực sâu có ngay khí phái của một đại tông sư nhưng khi lui về lại rụt rè co ro trở lại dáng điệu một người đầy tớ tri khách đạo nhân của phái võ đương linh hư từ nãy vẫn lo lắng cho thương thế của thái sư phụ lúc này không còn nhịn nổi quát lên thái sư phụ ta vừa mới bị thương thổ huyết các ngươi không thấy hay sao các ngươi sao lại sao lại nói đến đây âm thanh nghẹn ngào muốn khóc. Ân thiên chính nghĩ thầm, thì ra trương chân nhân đã bị thương thổ huyết, nhưng không biết bị ai đã thương. Dù cho ông ta còn khỏe mạnh thì tuổi tác đã cao, làm sao có thể tỷ quyền cước với gã kia cho được. Xem võ công người này, toàn là một đường cương mảnh, để ta ra thử xem nào. Nghĩ thế ông cao giọng nói. Trương chân nhân thân phận thế nào mà lại động thủ với một kẻ ăn người ở? Nghe thế có tức cười không? không nói gì đến trương chân nhân, ngay cả họ ân này, hừ hừ, thứ đầy tớ như ngươi không chịu nổi một quyền một cước. Ông biết rõ ta đại, a nhị, a tam đâu phải loại tầm thường, nhưng chê họ không đáng vào đâu cốt để buộc y đấu với mình. Triệu Mẫn nói, A tam, việc mới nhất của ngươi là việc gì? Nói cho họ nghe đi, xem có xứng để đấu với cao nhân phái võ đương không? Nàng mỗi câu mỗi chữ đều nhấn mạnh hai tiếng võ đương. A Tam đáp: Tiểu nhân gần đây chẳng làm được chuyện gì, chỉ tại đường đi nơi mạng Tây Bắc quá chiêu với một hòa thượng chùa Thiếu Lâm tên là Không Tính, chỉ lực đấu với chỉ lực, phá được Long Trảo Thủ của Y, tiện tay cắt luôn thủ cấp. Câu đó nói xong, cả đại sảnh ai nấy đều rúng động. Không Tính thần tăng từng dùng Long Trảo Thủ đấu với Trương Vô Kỵ trên Quan Minh đỉnh, có hồi đã chiếm thượng phong, người trong Minh Giáo ai ai cũng chứng kiến, không ngờ tán mạng trong tay gã này với thân phận giết được thiếu lâm thần tăng đã có thể đấu tay đôi với trương tam phong được rồi. Ân thiên chính lớn tiếng nói. Được lắm, đến cả không tính thần tăng của phái thiếu lâm cũng bị ngươi giết chết, vậy để cho họ ân này đấu với ngươi một phen, cũng là một việc thật thú vị. Nói xong tiến lên hai bước, xoải chân xuống tấn, lông mày trắng dựng ngược thần uy lẫm lẫm. A Tam nói. Bạch mi ưng vương, nhà ngươi là tà ma ngoại đạo, còn ta tam này thì cũng ngoại đạo tà ma hai chúng ta cũng cùng một lò phe mình lẽ nào đánh phe ta nếu ngươi thích đánh thì cứ định ngày trước rồi sẽ đấu một phen hôm nay chủ nhân chỉ ra lệnh cho ta thử xem phái võ đương võ công hư thực thế nào y quay sang nói với trương tam phong trương chân nhân nếu như ông không muốn hạ trường chỉ cần nói một câu là xong bọn ta không ngang ngược ép uổng gì đâu phái võ đương chỉ cần nhận thua là được không lẽ bọn ta nhất định phải lấy mạng ông hay sao? Trương Tam Phong mỉm cười, nghĩ thầm tuy mình đang bị thương nặng nhưng nếu thi triển thượng thừa phát môn, dĩ hư ngự thực, trong pho thái cực quyền mới sáng chế, chưa chắc y đã thắng được. Cái khó là sau khi đánh bại A Tam rồi, tên ta nhị thể nào cũng lên đấu nội công, cái đó không thể nào không khéo gì được, cửa ải đó khớ mà có thể vượt qua. Thế nhưng sự việc như lửa cháy lông mày, tình thế trước mắt chỉ có cách đánh bại tên A Tam đã rồi tính sau. Nghĩ thế ông từ từ đi ra giữa điện, quay sang nói với ân thiên chính. Mỹ ý của ân huynh, bần đạo xin tâm lãnh. Bần đạo mấy năm gần đây có sáng tạo được một môn quyền thuật, gọi là thái cực quyền, tự biết không giống như những ngành võ học khác. Vị thí chủ này nếu muốn ấn chứng công phu phái võ đương, nếu như ân huynh đánh bại y, y sẽ không cam lòng. Vậy Bần đạo đem vài chiêu số trong pho thái cực quyền ra đấu xem sao, cũng là dịp tốt để Bần đạo được trình cho các vị xem pho quyền nhiều năm tâm huyết này." Ân Thiên chính nghe thế, vừa vui mừng, vừa lo lắng, nghe giọng ông nói đến thái cực quyền đầy vẻ tự tin. Trương Tam Phong là hạng người thế nào, đã nói như thế, hẳn đã có chủ định, đâu lẽ làm mất cả thanh danh một đời. Thế nhưng ông vừa bị thương thổ huyết, chỉ e quyền kỹ tuy tinh, nội lực lại không chịu nổi ông không tiện nói thêm, chỉ còn nước vòng tay nói. Phản bối cung kính đứng ngoài chiêm ngưỡng thần kỹ của Trương chân Nhân. A Tam thấy Trương Tam Phong vẫn thản nhiên hạ trường, trong bụng nảy sinh ba phần khiếp sợ nhưng chuyển niệm nghĩ ngay, hôm nay ta chỉ hết sức cùng lão đạo sĩ già này lưỡng bại câu thương, cũng đã rúng động võ lâm rồi. Nghĩ thế y nín thở ngưng thần, hai mắt chăm chăm nhìn vào mặt Trương Tam Phong, lẳng lặng vận nội tức, xương cốt toàn thân chuyển động nghe răng rắc, phát ra tiếng lốc bốt không ngừng. Mọi người thấy thế ai nấy đều kinh ngạc, biết đây là võ công tối thượng thừa của Phật môn chính tông, trong tưởng ngoại hình mà thực sự là nội công, không nhún chút tà khí nào, chính là kim cương phục ma thần thông. Trương Tam Phong thấy y như thế, cũng phải kinh hãi, người này lai lịch không phải nhỏ. Không biết pho thái cực quyền của ta có đối phó nổi chăng? Nghĩ rồi ông từ từ giơ hai cánh tay lên, ý muốn nhường a ta tam tiếng chiêu đột nhiên một tiểu đạo đồng đầu bù tóc rối mặt mày nhem nhuốc từ đằng sau du đại nham chạy ra nói thái sư phụ vị thí chủ này nếu muốn biết quyền kỹ của phái võ đương ta thì việc gì phải mất công thái sư phụ đại giá để đệ tử diễn vài chiêu cho y xem cũng đã đủ rồi đạo đồng mặt mũi dơ giấy kia chính là trương vô kỵ cả bọn ân thiên chính dương tiêu cùng chàng chia tay chưa bao lâu tuy lúc này hình dáng quần áo hoàn toàn thay đổi nhưng chỉ nghe giọng nói, lập tức nhận ra ngay. Quần hào minh giáo thấy giáo chủ đã ở đây từ bao giờ, ai ai cũng mừng rỡ. Thế nhưng Trương Tam Phong và Du Đại Nham làm sao nghĩ ra được? Trương Tam Phong nhìn không rõ diện mạo của chàng, nhưng theo áo quần trên người chỉ đoán là Thanh Phong, liền nói. Vị thí chủ này chuyên về kim cương phục ma ngoại công của phái Thiếu Lâm, hẳn là một cao thủ của Thiếu Lâm Tây Vực. Còn trẻ như con chỉ một chiêu là đã nát xương đứt gân, đâu phải chuyện đùa. Trương Vô Kỵ tay trái nắm chéo áo Trương Tam Phong, tay phải cầm bàn tay ông lắc nhẹ nhẹ, nói. Thái cực quyền thái sư phụ dạy cho con, con chưa hề dùng đến, cũng chẳng biết có được hay không. May quá có vị thí chủ đây là ngoại gia cao thủ, xin để con ra đấu xem nhu có khắc nổi cương không, hư có chế ngự được thực không, chẳng hay lắm ư. Trong khi nói, chàng vận dụng cửu dương thần công đưa một luồng khí cực kỳ hồn hậu, cực kỳ nhu hòa theo bàn tay truyền vào cơ thể Trương Tam Phong. Trong một sát na, Trương Tam Phong thấy một luồng lực đạo vô cùng mạnh mẽ theo lòng bàn tay đi vào mình, tuy còn kém xa nội lực của ông về mặt tinh thuần chuyên nhất, nhưng hàng hàng lớp lớp, liên miên bất tuyệt dường như không bao giờ dứt, không bao giờ cùng. Ông kinh hoảng, định thần nhìn kỹ mặt Trương Vô Kỵ, thấy mắt chàng không lộ quan hoa, chỉ ẩn giấu một nét trong sáng, ôn hòa, hiển nhiên đã đạt tới cảnh giới tuyệt đỉnh bình sinh ông gặp chỉ có vài người như bản sư giác viễn đại sư đại hiệp quách tỉnh là đạt đến cảnh giới này thôi còn đương thời ngoại trừ chính ông ra không tìm ra một người thứ hai có mức độ tương đương trong nháy mắt lòng ông rộn lên bao nỗi hồ nghi nhưng nội lực của thanh niên này truyền vào rõ ràng để giúp ông trị thương quyết không phải vì ác ý vì nhất thời chưa nghĩ ra ông mỉm cười đáp ta tầm thường lẩm cẩm có được công phu gì dạy cho con đâu con muốn lãnh giáo công phu ngoại môn tuyệt đỉnh của vị thí chủ này thì cũng được nhưng phải cẩn thận ông chỉ đoán rằng tiểu đạo đồng là một thanh niên cao thủ của một môn phái nào đến tiếp viện cho nên trong ngôn ngữ có phần khiêm tốn nể nang trương vô kỵ đáp thái sư phụ đối với hài nhi ân nặng như non dù hài nhi có tan xương nát thịt cũng chưa trả nổi đại ân của thái sư phụ và các sư bá sư thúc phái võ đương ta tuy võ công không dám nói là thiên hạ vô địch nhưng quyết không thua môn hạ của tây vực thiếu lâm thái sư phụ cứ yên tâm mấy câu đó chàng nói hết sức thành khẩn những chữ thái sư phụ ra khỏi cửa miệng thật là tự nhiên không một chút ngập ngừng khiến trương tam phong cũng ngạc nhiên hay là y đúng là đệ tử bản môn thật bí mật cố công tập luyện chẳng khác gì bản sư giác viễn năm xưa ông nhẹ nhàng thả tay trương vô kỵ ra lùi lại chỗ cũ ngồi xuống ghế đưa mắt nhìn Du Đại Nham, thấy người học trò cũng ngơ ngẩn không hiểu ra sao. A Tam thấy Trương Tam Phong để một tiểu đạo đồng xuất chiến, có thể nói là kinh miệt coi thường mình đến cực điểm, định bụng sẽ đánh một quyền chết tươi đối phương, khích cho lão đạo thản thốt bồn chồn, rồi sẽ cùng ông ta động thủ, lúc đó sẽ dễ dàng chế thắng hơn. Nghĩ thế y không nói gì, chỉ nói. Thằng nhãi kia, ra chiêu đi. Trương Vô Kỵ nói. Pho quyền thuật này là do Thái Sư Phụ Trương chân Nhân nhiều năm tâm huyết mới sáng tạo ra, tên gọi Thái Cực Quyền. Vãn bối mới học, chưa kịp tập luyện, không chắc đã lãnh ngộ được tinh yếu của quyền Pháp, trong 30 chiêu e rằng không đánh ngã được các hạ. Nếu thế bởi vì tôi học nghệ chưa tin, chứ không phải là vì pho quyền thuật này không hiệu quả, chuyện đó phải nói để các hạ biết trước. A Tam không giận nổi mà phá ra cười, quay đầu lại nói với A Đại, A Nhị, đại ca, nhị ca, trên đời này sao lại có một tiểu tử cuồng vọng đến thế nhỉ? A nhị cũng cười ha hả theo. Còn ta đại nhìn ra tiểu đạo đồng này không phải là kẻ đối phó dễ dàng nói. Tam đệ, chớ có kinh địch. A tam tiến lên một bước, nghe vù một tiếng, tay phải đánh thẳng vào ngực trương vô kỵ. Chiêu đó thần tốc như điện, quyền đến nửa chừng, quyền bên trái lại thành nhanh hơn, phát chiêu sau mà tới trước, Đánh luôn vào mặt Trương Vô Kỵ, chiêu số kỹ thuật thật là kỳ quái, trên đời ít thấy. Trương Vô Kỵ từ khi nghe Trương Tam Phong diễn giảng về nguyên lý thái cực quyền, hơn một giờ liền, chàng chỉ suy nghĩ về quyền lý của pho quyền này, thấy quyền tay trái của ta tam đánh ra, lập tức sử chiêu lãm tước vĩ tám trong thái cực quyền, chân phải thực, chân trái hư, vận dụng yếu quyết chữ tể, nương theo đối phương, chưởng phải đã nắm được cổ tay trái của địch, vận kình đẩy ngang ra. A Tam thân hình lập tức bổ nhào về trước, loạn choạng liền hai bước mới đứng lại được. Người chung quanh thấy thế ai nấy đều kinh hãi kêu lên. Chiêu lãm tước vĩ này là chiêu đầu tiên từ khi pho thái cực quyền được sáng tác ra đến nay mới có dịp dùng, trương vô kỵ thân mang đầy cửu dương thần công, lại thiện dụng phép chuyển đổi trong càng không đại na di, đột nhiên sử dụng yếu quyết chữ niêm trong thái cực quyền, tuy học chưa đầy hai giờ nhưng cũng không kém gì người cả đời khổ luyện. A Tam bị chàng vuốt một cái, kình lực nghìn cân của ngọn quyền như rơi vào biển cả, không còn thấy tâm hơi, chính mình cũng bị quyền kình lôi tới trước hai bước. Y trong cơn kinh hãi, trở thành tức giận liên tiếp đánh ra, tưởng như có hàng chục cánh tay, hàng chục nắm đấm cùng tung ra một lượt. Mọi người thấy y tấn công chẳng khác gì gió táp mưa xa, ai nấy nghĩ thầm, thảo nào một người cao cường như không tính đại sư mà cũng bỏ mạng dưới tay y ngoại trừ đám đồng đảng đi theo triệu mẫn ai ai cũng lo thầm cho trương vô kỵ trương vô kỵ cố ý hiển dương uy danh phái võ đương nên chàng không sử dụng đến võ công của mình mọi chiêu thức đều dùng pho thái cực quyền do trương tam phong sáng tạo như đơn tiên đề thủ thượng thế bạch hạt lượng xí lâu tất câu bộ đến khi chàng ra chiêu thủ huy tỳ bà tay phải lỏng ra tay trái thu vào trong nhất thời hiểu ngay được chỗ tinh vi áo diệu trong pho quyền nên chiêu này chàng sử dụng chẳng khác gì nước chảy mây trôi, cực kỳ nhàn nhã. A Tam thấy thượng bàn bị song trưởng của chàng nhốt chặt như trong một cái lồng, không thể nào tránh né được, cũng không chống đỡ gì được, chỉ còn nước vận kình ra lưng, chịu cho chàng đánh một trưởng, đồng thời quyền bên phải đấm ra, cốt sao mỗi người chịu một chiêu, thành thế cả hai cùng chết, lấy đòn đổi đòn. Nào ngờ trương vô kỵ hai tay vòng lại như ôn thái cực trong người, một luồng kình đạo vô cùng hồn hậu hợp thành một cơn gió lốc, lôi ta tam, xoay luôn tại chỗ bảy tám vòng như con quay, khiến y phải vội vàng xuống tấn thiên cân trụy mới đứng lại được nhưng cũng thẹn đến mặt đỏ gay, cực kỳ bẻ bàng. Quần hào minh giáo lớn tiếng treo hò. Dương Tiêu kêu lên. Công phu thái cực quyền của phái võ đương thật là thần diệu quả thực khiến người ta được mở mắt. Chu Điên cười nói. A Tam, lão huynh, ta khuyên ngươi nên đổi tên đi, gọi là ta chuyển. Ân giả vương nói. Có quay thêm vài vòng cũng chẳng có gì xấu mặt, cổ nhân chẳng từng nói, 36 kế, kế xoay là hơn cả, đấy ư. Thuyết bất đắc bồi thêm. Năm xưa hảo hán lương sơn bạc có một người tên hắc toàn phong, đã có gió lốc thì đương nhiên là xoay tiếp. A Tam nghe xong tức giận đến mặt đang đỏ biến thành tím ngắt. Trống lên một tiếng, nhảy chồng tới, tay trái lúc thì quyền lúc thì trưởng, biến ảo không lường, trong khi tay phải lại dùng thuần chỉ lực công phu, chọc cào đâm chọc, vồ cào cấu phất, năm ngón tay khi thì như phán quan bút, lúc lại như điểm nguyệt quyết, như đao như kiếm, như thương như kích, thế công cực kỳ ác liệt. Thái cực quyền của trương vô kỵ chưa thuần thục, cho nên tay chân lúng cúng, không ứng phó nổi, đột nhiên nghe xoẹt một tiếng, tay áo đã bị rách một đường, chỉ còn nước thi triển kinh công, vừa chạy vừa né tránh mới tạm thoát được công phu chỉ lực ghê gớm chưa từng thấy kia. A Tam hò hét đuổi theo, nhưng làm sao theo kịp khinh công phiêu dật của đối phương, chọc luôn mười trảo đều hụt cả. Trương Vô Kỵ một mặt né tránh, trong bụng nghĩ thầm, nếu ta chỉ chạy mà không đấu, chẳng hóa ra thua hay sao? Pho thái cực quyền này ta chưa nhường nhuyễn lắm, chi bằng sử dụng càng khôn đại na di thần công, đấu với y xem sao. Chàng liền quay lại, hai tay ra chiêu giả mã phân tông chính trong thái cực quyền nhưng tay trái lại sử dụng càng khôn đại na di thủ phát một ngón tay phải của ta tam đâm vào đầu vai đối phương nhưng không hiểu sao bị lôi kéo thế nào nghe cạch một tiếng lại đâm ngay vào bên trái của chính mình đau đến mắt nổ đong đóm cánh tay dường như không nhắc lên nổi dương tiêu biết đó không phải là thái cực quyền nhưng lập tức nói khỏa lấp đi thái cực quyền quả hay thật là hay A Tam vừa đau vừa tức, quát lên. Cái này là yêu pháp tà thuật, thái cực quyền cái gì? Vụt 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 y đâm luôn ba chỉ. Trương vô kỵ tung mình tránh được, thấy A Tam lại vương tay, hai ngón tay đâm tới chàng liền sử dụng càng khôn đại na di tâm pháp, vừa kéo vừa dẫn, nghe cột một tiếng, hai ngón tay của A Tam đâm luôn vào một cái cột gỗ lớn trong đại điện, lúc tới tận gốc. Mọi người vừa tức cười, vừa kinh hãi trong khi ai nấy đang cười ồ, bỗng có tiếng của Du Đại Nham cất lên. Khoan đã! Ngươi đang sử dụng kim cương chỉ lực của phái thiếu lâm, phải không? Trương Vô Kỵ tung mình nhảy qua, nghe thấy kim cương chỉ lực của phái thiếu lâm lập tức nghĩ ra, Du Đại Nham bị thương vì kim cương chỉ lực, trong hơn 20 năm qua, phái võ đương vẫn vì việc này mà thâm thù phái thiếu lâm, xem ra hung thủ ngay tại trước mắt. Chỉ nghe ta tam cười khẩy nói, kim cương chỉ lực thì đã sao ai bảo ngươi cứng đầu không chịu nói nơi giấu đau đồ long nếm mùi tàn phế hai mươi năm qua có thích không du đại nham hậm hực nói cám ơn ngươi hôm nay nói ra chân tướng thì ra thân ta tàn phế là do phái tây vực thiếu lâm hạ độc thủ chỉ đáng buồn đáng buồn thay ngũ sư đệ ta ông nói đến câu cuối giọng nghẹn ngào Năm xưa Trương Thúy Sơn tự vẫn mà chết chỉ vì Du Đại Nham bị ân tố tố dùng ngân châm đã thương, không còn mặt mũi nào nhìn sư huynh. Thực ra Du Đại Nham trúng phải ngân châm rồi, ân tố tố đã nhờ Long Môn Tiêu Cục đưa lên núi Võ Đương, chữa thuốc chừng một tháng là sẽ khỏi. Chân tay ông bị người bẻ gãy, chính là do độc thủ của đại lực Kim Cương chỉ, nếu khi đó tìm được ra kẻ gây nên tội lỗi, vợ chồng Trương Thúy Sơn đâu đến đổi chết thảm như thế. Du Đại Nham thương cho sư đệ chẳng tội tình gì chết quan, lại hận cho mình thành người tàn phế, mắt như muốn tóe lửa ra ngoài. Trương Vô Kỵ chỉ nghe hai người đối đáp, lập tức minh bạch tiền nhân hậu quả. Khi còn nhỏ chàng đã từng nghe cha nói qua, nhà sư nấu bếp ở chùa Thiếu Lâm học lén võ nghệ, đánh chết thủ tọa Đạt Ma Đường là khổ trí thiền sư. Các cao thủ trong phái Thiếu Lâm tranh chấp đến nỗi khổ tuệ thiền sư phải chạy sang Tây Vực, khai sáng phái Thiếu Lâm Tây Vực, xem ra gã này là truyền nhân của khổ tuệ thiền sư năm xưa quả nhiên nghe trương tam phong nói thí chủ bụng dạ thật là tàn ác ta không ngờ trong những truyền nhân của khổ tuệ thiền sư lại có một người như thí chủ a tam cười gằn khổ tuệ là cái quái gì thế trương tam phong vừa nghe lập tức hiểu ngay năm xưa khi du đại nham bị đại lực kim cương chỉ đã thương phái võ đương đã cho người sang chất vấn phái thiếu lâm chưởng môn phái thiếu lâm kiên quyết không nhận, nên cũng nghi là phái thiếu lâm tây vực. Thế nhưng nghe ngóng lâu năm biết phái này rất ít ỏi, đệ tử chuyên về nghiên cứu vật học, không thông võ công, lúc này nghe ta tam nói một câu khổ tuệ là cái quái gì thế, lập tức biết ngay nếu y là người của phái thiếu lâm tây vực, quyết không thể nào dám mở miệng nhục mạ tổ sư khai sáng, ông liền cao giọng nói. Thảo nào! Thảo nào! Thì ra thí chủ là truyền nhân của hỏa công đầu đà, không những học được võ công của ông ta, lại học luôn được cả tính tình độc ác âm hiểm. Thế giả gọi là không tướng gì gì đó, có phải là sư huynh đệ của thí chủ không? A Tam đáp. Đúng đó. Y là sư đệ của ta, nhưng không phải tên là không tướng mà pháp danh cương tướng. Trương chân Nhân, bác nhã kim cương trưởng của kim cương môn, so với trưởng pháp của phái võ đương thì thế nào? Du Đại Nham hậm hực đáp kém xa thật là xa. Đầu y bị sư phụ ta đánh một chưởng, phọc ốc chết ngay. Đánh trống qua cửa nhà sấm, thật đáng kiếp. A Tam trống lên một tiếng, tung mình xông tới. Trương Vô Kỵ liền dùng chiêu như phong tự bế trong thái cực quyền chặn y lại, nói. A Tam, mau đưa hắc ngọc đoạn tục cao ra đây. Vừa nói chàng vừa đưa tay ra. A Tam giật mình kinh hãi, tục quốc diệu dược của bản môn cực kỳ bí mật, ngay cả đệ tử tầm thường cũng chưa biết tên, tên tiểu đạo đồng này nghe ở đâu thế? Y đâu biết trong y kinh của Điệp Cốc Y Tiên Hồ Thanh Ngưu có chết là Tây vực có một lộ ngoại gia võ công, nghi là bàn chi của phái Thiếu Lâm, thủ pháp thật là quái dị, bẻ gãy xương chân ta người ta, không có thuốc gì trị được chỉ có bí dược của chính họ là Hắc Ngọc đoạn tục cao mới có thể cứu thôi, nhưng cao đó phương thuốc phối chế thế nào thì không truyền ra ngoài. Trương Vô Kỵ nghĩ đến chi tiết đó, thuận mồm nói ra vốn chỉ thử xem có đúng không nhưng thấy y biết sắc liệu là mình đoán không sai nên lớn tiếng nói đưa đây chàng nghĩ đến cha mẹ chết thảm lại thêm hai vị ân dư sư bá sư thúc bị tàn phế hận không thể lập tức giết chết y nhưng cũng không muốn nói thêm với y lời nào còn ca tam vừa rồi giao thủ với trương vô kỵ tuy có lúc bị nguy hiểm đôi chút nhưng khi sử dụng đại lực kim cương chỉ thì đối phương chỉ có nước trốn tránh không cách gì hoàn thủ y nghĩ thầm chỉ cần để ý đừng để bị thủ pháp cổ quái lôi kéo đấu thêm nửa thể nào cũng thắng nên tiến lên một bước quát lớn thằng nhãi kia ngươi quỳ xuống rập đầu cho kêu lạy ta ba lạy thì ta tha cho nếu không thì cũng như tên họ du kia thôi trương vô kỵ nhất định lấy cho bằng được hắc ngọc đoạn tục cao nhưng đối phó với kim cương chỉ thế nào nhất thời chàng chưa nghĩ ra càng không đại na di tuy có thể làm y bị thương nhưng làm sao ép y đưa thuốc ra mới là khó. Còn đang trầm ngâm, Trương Tam Phong bỗng nói. Này con, con lại đây. Trương Vô Kỵ đáp. Thưa Thái Sư Phụ, vâng. Trương Tam Phong nói. Dùng ý chứ không dùng sức, cốt sao Thái cực xoay vòng, không được để cho đứt đoạn. Nếu được như thế rồi, cái gốc của đối phương tự nhiên sẽ đứt. Mỗi chiêu mỗi thức, cần phải liên lạc với nhau, như sông dài biển rộng, chảy hoài không hết. Ông thấy Trương Vô Kỵ đối địch ra chiêu cũng đã phần nào thấu được cái tinh hoa của pho quyền, nhưng chỉ vì còn quá rạch ròi, quyền pháp minh bạch chiêu nào ra chiêu nấy nên không thể hiện được ý tứ bốn chữ viên chuyển bất đoạn, xoay vòng không đứt. Trương Vô Kỵ võ công đã cao rồi, biết được nguyên lý của nó, nghe Trương Tam Phong nói mấy câu đó, lập tức lãnh ngộ ngay, liền nhẩm thử cái ý xoay vòng không đứt âm dương biến hóa của pho quyền a tam cười khẩy nói lâm trận học võ không trễ lắm sao trương vô kỵ lông mày dựng lên nói có kịp hay không các hạ cứ thử thì biết nói xong quay lại tay phải vòng ra phía trước nhắm ngay mặt a tam đánh tới chính là chiêu cao thám mã trong thái cực quyền năm ngón tay phải của a tam lập tức chụng lại thành hình cương đao chém xuống trương vô kỵ biến thành chiêu song phong quán nhĩ vẫn tiếp tục đánh cả hai tay biến chiêu đó đúng là lãnh hội được tinh nghĩa viên chuyển bất đoạn trong thái cực quyền mà thái sư phụ vừa chỉ điểm rồi khi thì vòng tay trái khi thì vòng tay phải hết vòng này tới vòng khác vòng to vòng nhỏ vòng ngang vòng dọc vòng thẳng vòng xéo hết vòng nọ lại tới vòng kia liên tiếp khiến cho ta tam phải lật đật lắc lư chân đứng không vững chẳng khác nào người say rượu đột nhiên năm ngón tay ta tam hết sức đâm tới trương vô kỵ liền sử chưa vân thủ tay trái cao tay phải thấp thành một vòng tròn chặn ngay tay y lại kình lực cửu dương thần công vận ra chỉ nghe cắt một tiếng cánh tay phải của ta tam cả trên lẫn dưới đều gãy rời cương kình của cửu dương thần công thật là ghê gớm xương bả vai của ta tam gãy thành năm sáu mảnh các đầu xương nát vụn không còn thành hình thù gì nữa cứ riêng kình lực đó không thôi pho thái cực quyền lấy nhu kình làm chủ không thể nào bị kịp. Trương vô kỵ hận y tàn ác, vân thủ chàng sử ra liên miên bất tuyệt, như một án mây trắng bay ngang bầu trời, vòng tròn này chưa xong, vòng kế tiếp đã bắt đầu, lại nghe cắt thêm một tiếng nữa, cánh tay trái A Tam cũng gãy luôn, tiếp theo cắt cắt hai tiếng, cả hai bên đùi trái phải của y cũng gãy vụn. Trương vô kỵ trong đời động thủ cùng người, chưa bao giờ hạ độc thủ như thế, nhưng người này giết hại cha mẹ mình, là hung thủ làm khổ tam sư bá, lục sư thuốc, nếu không phải vì còn cần hắc ngọc đoạn tục cao thì chàng đã hạ thủ đánh chết y rồi. A Tam chỉ hự được một tiếng, đã nằm gục xuống, trong đám thủ hạ triệu mẫn một người liền vọt ra, ôm y lên quay về chỗ. Những người chung quanh thấy thần công của trương vô kỵ như thế, ai nấy kinh hãi, ngay đến các cao thủ minh giáo cũng ngơ ngẩn không kịp mở miệng hò reo. Tên đầu hói A Nhị lập tức nhào ra, trưởng phải nhắm ngay ngực Trương Vô Kỵ tấn công. Trưởng của y chưa tới, Trương Vô Kỵ đã thấy tức ngực, vội vàng sử dụng chiêu tà phi thế, dẫn lực đạo của y lệch qua một bên. Gã hói đầu đó chẳng nói chẳng rằng, hạ bàn vững chãi như đóng đinh xuống đất, chăm chăm hết trưởng này đến trưởng khác đánh ra, nội lực hùng hồn không ai sánh kịp. Trương Vô Kỵ thấy trưởng pháp của y với A Tam cũng cùng một loại, nhìn tuổi tác hẳn là sư huynh của A Tam, tuy không nhanh nhẹn bằng nhưng trầm ổn hơn nhiều chàng liền sử dụng các chiêu thức nghiêm dẫn tể án trong thái cực quyền định đẩy cho y nghiêng qua nào ngờ người này nội lực quá mạnh lại kéo chàng nhủi tới một bước hùng tâm của trương vô kỵ nổi lên nghĩ thầm để ta tỉ đấu với y một phen xem nội lực tây vực thiếu lâm kia mạnh hay cửu dương thần công của ta ghê gớm hơn chàng thấy chưởng của y đánh ra liền múa chưởng ra đỡ đó là thuần lấy cứng chọi cứng không có chút nào khéo léo gì ở bên trong. Hai trưởng đụng nhau, nghe bình một tiếng lớn, cả hai người đều lắc lư. Trương Tam Phong ký một tiếng, trong bụng kêu thầm, không xong, đánh kiểu thô lỗ này, ai mạnh người ấy thắng, hoàn toàn tương phản với quyền lý của thái cực. Gã hói đầu này nội lực hùng hậu, trong võ lâm quả ít thấy, chỉ e đấu thêm trưởng nữa, tiểu hài nhi sẽ bị trọng thương. Ngay lúc đó, trưởng thứ hai của đôi bên lại đụng nhau, Nghe bình một tiếng, A nhị, thân hình lão đảo, lùi lại một bước, còn trương vô kỵ thản nhiên nhàn nhã vẫn đứng tại chỗ. Cửu dương thần công và nội công của phái thiếu lâm nếu luyện đến cảnh giới tối cao, có thể nói không bên nào kém bên nào. Thế nhưng sáng phái tổ sư hỏa công đầu đà của kim cương môn bên Tây Vực là người học lén võ công của chùa thiếu lâm. Quyền cước binh khí thì học trộm được, còn nội công là cách vận chuyển khí tức trong cơ thể, dù có trông thấy người ta đã tọa tỉnh tu 10 năm, 8 năm, cũng không sao hiểu được phương pháp điều quân thế nào, dẫn các đường chân khí đi ra sao. Thành ra ngoại công y có thể bắt trước, còn nội công thì không sao học lắm được. Kim cương môn ngoại công rất mạnh không kém gì thiếu lâm chính tông, còn nội công thì thua xa không thể nào bằng. A nhị là một dị nhân trong môn phái kim cương, vốn có thần lực trời sinh, từ ngoại công biến ngược trở lại thành nội công, đi theo một đường riêng luyện thành một người nội công cực kỳ thâm hậu, tài năng còn hơn xa cả tổ sư hỏa công đầu đà năm xưa, có thể coi là trời cho. Dưới song trưởng của y, rất ít ai đỡ nổi ba chiêu, lúc này đánh theo kiểu tay ngang, nhưng lại bị trưởng lực của trương vô kỵ đẩy lùi một bước. Y vừa giận vừa sợ, hít một hơi dài, hai trưởng cùng đánh ra, nhắm thẳng vào trương vô kỵ. Trương vô kỵ kêu lên. Ân lục thúc chú xem cháu rửa hận cho chú đây thì ra khi đó ân lê đình đang được dương bất hối tiểu siêu hộ tống do hai tên giáo chúng minh giáo dùng cán khiên vừa tới núi võ đương trương vô kỵ vừa quát lên chưởng phải đánh ra nghe bình một tiếng lớn gã hói đầu phải lùi liên tiếp ba bước hai mắt lồi ra khí huyết trong ngực trộn trạo trương vô kỵ quát lớn ân lục thúc trong đám vây đánh chú có tên đầu hói hay không ân lê đình đáp chính hắn tên này chính là đầu sỏ chỉ thấy tên đầu hói ta nhị toàn thân xương cốt kêu lách cách mấy tiếng chính đang vận kình du đại nham biết tên này nội lực cương mãnh y vận nội công chưởng lực sẽ không biết đâu mà lường cực kỳ khó chống đỡ kêu lên qua sông chưa xong đánh vào giữa dòng ý suối trương vô kỵ đừng đợi ta nhị vận kình hoàn thành hãy tiến lên đánh cho y trở tay không kịp trương vô kỵ đáp Vâng. Chàng tiến lên một bước nhưng không ra tay. A nhị hai tay đẩy ra, một luồng lực đạo bài sơn đảo hải đánh tới. Trương vô kỵ hít một hơi, chân khí trong cơ thể lưu chuyển, hữu trưởng đánh ra, một tay đỡ một tay đón, đem toàn bộ trưởng lực đối phương hất trả lại. Hai luồng trưởng lực dùng lại làm một, A nhị chỉ kêu lên được một tiếng, chẳng khác nào viên đá nằm trên nỏ bắn ra, nghe lách cách lách cách thân hình y đụng vỡ tung bức tường, bay thẳng ra ngoài. Ai nấy còn đang kinh hãi thất sắc, bỗng thấy một người theo lỗ hổng trên tường chui vào, sách ta nhị đặt ngay dưới đất. Người đó béo tròn lùn sủng như cái trống đá, hình dáng thật là tức cười nhưng thân pháp hết sức nhanh nhẹn, chính là trưởng kỳ sứ hậu thổ kỳ của minh giáo nhan viên. Hai xương cánh tay, xương lồng ngực, xương đòn gánh, tất cả đều bị trưởng lực cương mảnh hồn hậu chấn động gãy nát. Nhan viên bỏ ta nhị xuống đất rồi, không lưng chào trương vô kỵ, rồi lại theo lỗ hổng trên tường chui ra, luồn ra luồn vào, chẳng khác gì một con chuột chuỗi mập mạp. Triệu mẫn thấy tiểu đạo đồng liên tiếp đánh bại hai cao thủ hạng nhất của mình, vốn đã sinh nghi, lại thấy nhan viên hành lễ, nàng liền nhìn kỹ lập tức nhận ra ngay, tự trách mình, đáng chết thực, đáng chết thực. Ta vào trước là chủ, vẫn tưởng tên tiểu quỷ này ở ngoài bố trí, đâu ngờ y giả trang đạo đồng ở đây phá bỉnh, làm hỏng hết việc của ta. Nghĩ thế nàng liền kinh khỉnh nói. Trương giáo chủ, sao giáo chủ không nghĩ đến thanh danh mà lại đi giả làm đứa tiểu đồng? Luôn mồm thái sư phụ nọ, thái sư phụ kia không biết thẹn hay sao? Trương vô kỵ thấy nàng đã nhận ra mình, liền cao giọng đáp. Tiên phụ Thúy Sơn Công chính là đệ tử thứ năm của thái sư phụ, tôi không gọi thái sư phụ thì gọi bằng gì bây giờ? có gì mà thẹn hay không thẹn? Nói xong chàng quay lại quỳ xuống khấu đầu trước Trương Tam Phong, nói. Hài nhi Trương Vô Kỵ, khấu đầu bái kiến Thái Sư Phụ và Tam Sư Bá. Sự việc cấp bách, không kịp bẩm rõ mọi điều, mong tha tội kinh mạng cho Hài Nhi. Trương Tam Phong và Du Đại Nham vừa mừng vừa lo, không thể nào ngờ thanh niên đánh bại hai cao thủ thiếu lâm Tây Vực, lại chính là đứa bé ốm o, chết đi sống lại ngày nào. Trương Tam Phong cười ha hả, đưa tay đỡ dậy, nói. Hảo hài tử, con chưa chết, Thúy Sơn đã có người nối dòng. Trương Vô Kỵ võ công trác tuyệt, cũng chỉ là thứ yếu, việc Trương Tam Phong mừng hơn cả chính là vì vẫn tưởng chàng chết rồi, không ngờ vẫn còn sống, thành thử đúng là trời cho, lòng như mở cờ trong bụng, quay đầu sang nói với ân thiên chính. Ân huynh, chúc mừng ân huynh có được đứa cháu ngoại thế này. Ân thiên chính cười đáp, trương chân nhân chúc mừng trương chân nhân dạy được một đồ tôn giỏi là giường ấy triệu mẫn trả miếng liền cái gì mà hảo ngoại tôn hảo đồ tôn hai lão già sống dai dạy được một tên tiểu quỷ gian trá giảo hoạt a đại ngươi ra thử kiếm với y xem nào kẻ mặt mày sầu khổ ta đại kia liền lớn tiếng đáp vâng nghe xoẹt một tiếng rút phát thanh ỷ thiên kiếm mọi người chỉ thấy ánh sáng xanh lè dường như có một làn khí lạnh tỏa ra đúng là một thanh kiếm tốt. Trương Vô Kỵ nói. Kiếm này là sở hữu của phái Nga Mi, sao lại ở trong tay cô được? Triệu Mẫn hứa một tiếng nói. Tiểu quỷ, ngươi biết gì mà nói? Diệt tuyệt lão Ni ăn cắp thanh kiếm này của nhà ta, bây giờ vật về chủ cũ, kiếm ỷ thiên có liên quan gì đến phái Nga Mi đâu? Trương Vô Kỵ đâu có biết lai lịch của thanh kiếm ỷ thiên ra thế nào, bị nàng hỏi vặn ngược lại, không biết trả lời ra sao bèn đánh trống lãng qua chuyện khác nói triệu cô nương xin cô cho tôi hắc ngọc đoạn tục cao để tôi trị dứt xương gãy cho tam sư bá và lục sư thúc mọi sự đã qua chúng ta bỏ đi không nói đến nữa triệu mẫn nói hừ bỏ qua chuyện cũ nói dễ nghe nhỉ thế ngươi có biết không văn không trí của phái thiếu lâm cùng bọn tống viễn kiều du liên châu của phái võ đương hiện nay đang ở đâu không trương vô kỵ lắc đầu tôi không biết mong cô nương chỉ rõ triệu mẫn cười khẩy nói việc gì ta phải nói cho ngươi nghe ta chưa chém ngươi thành muôn mảnh thì chưa trả được cái tội khinh bạc làm nhục hôm trước ở trong cương lao tại lục liễu sơn trang nàng nói tới mấy tiếng khinh bạc làm nhục nghĩ đến tình cảnh ở trong hầm tối không khỏi mặt đỏ lên vừa tức vừa thẹn Trương Vô Kỵ nghe tới chuyện kinh bạc làm nhục cũng bẽn lẽn, nghĩ đến việc hôm đó vì phải cứu quần hào minh giáo bị trúng độc, việc đang khẩn cấp thành ra phải dở hạ sách, dùng tay cù gan bàn chân nàng, tuy không có ý trăng hoa, nhưng nam nữ thụ thụ bất thân, dẫu phải tòng quyền, cũng chưa nói với ai, nhưng nếu có người biết được chàng đùa giỡn với đàn bà con gái, thì thật than ôi. Thấy không cách gì biện bạch lúc này, chàng chỉ còn nước lãng qua. Triệu cô nương, hát ngọc đoạn tục cao cô có cho tôi hay không nào triệu mẫn liếc một cái cười hì hì nói ngươi muốn có hát ngọc đoạn tục cao cũng chẳng có gì khó cả ngươi chỉ bằng lòng nhận làm ba điều ta sẽ hai tay dâng lên ngay trương vô kỵ hỏi dồn ba chuyện gì thế triệu mẫn đáp ba điều đó bây giờ ta chưa nghĩ ra sau này khi nào nghĩ ra được nói điều nào thì ngươi làm điều đó trương vô kỵ đáp cái đó sao được chẳng lẽ cô bảo tôi tự sát hay bảo tôi làm heo làm chó tôi cũng phải theo hay sao triệu mẫn cười đáp ta không bảo công tử tự sát cũng không bảo công tử làm heo làm chó nhưng đã nhận lời thì sao đừng có chối trương vô kỵ nói cô nói cho tôi nghe trước đi nếu như không vi phạm đạo hiệp nghĩa mà tôi có thể làm được thì tôi sẽ làm cho cô nương Triệu Mẫn đang toan trả lời, nhìn qua bỗng thấy trên mái tóc của tiểu siêu có đính một bông hoa kết bằng ngọc trai, chính là đóa hoa nàng tặng cho Trương Vô Kỵ, lập tức nổi giận, lại thấy tiểu siêu mắt sáng miệng tươi, mặt mày rạng rỡ, tuổi tuy còn nhỏ nhưng đã mơn mởn như một đóa phù dung, thật là dễ thương, trong bụng càng bực bội, liền nghiến răng nói với A Đại. Ra chém đứt hai cánh tay tiểu tử họ Trương cho ta. A Đại đáp lời, vâng, tay cầm kiếm ỷ thiên tiến lên một bước nói trương giáo chủ chủ nhân ra lệnh sai tại hạ chém hai cánh tay của giáo chủ đó chu điên trong bụng ấm ức đã lâu lúc này không nhịn nổi ngoạc mồm chửi ngay con mẹ mày nói nghe thối quá sao ngươi không chém chính tay mình đi có được không a đại mặt mày sầu khổ nhăn nhăn nhó nhó nói nói thế cũng hợp lý lắm chu điên nghe thế như mở cờ trong bụng lớn tiếng nói thế thì mau chặt tay đi a đại đáp chẳng đi đâu mà vội trương vô kỵ thấy hơi lo thanh kiếm ỷ thiên sắc bén dị thường binh khí nào đụng phải cũng gãy ngay chỉ còn một nước dùng càng không đại na di tay không đoạt binh khí của y thế nhưng khi đưa tay vào gân thanh kiếm nếu như kiếm chiêu của y kỳ lạ biến hóa không lường được tay chàng dù chỗ nào đụng phải cũng sẽ đứt ngay chàng chưa biết phải đối địch cách nào còn đang trù trừ bỗng nghe trương tam phong nói vô kỵ ta sáng tạo ra thái cực quyền con đã học rồi còn một pho thái cực kiếm để ta truyền cho con luôn để dùng quá chiêu với vị thí chủ này trương vô kỵ mừng rỡ đáp đa tạ thái sư phụ chàng quay sang nói với ta đại vị tiến bối kia tôi kiếm thuật không tinh xảo cần được thái sư phụ chỉ điểm thêm sau đó sẽ đấu với ông A đại vốn có lòng e ngại trương vô kỵ, tuy có bảo kiếm trong tay chiếm được ưu thế, nhưng thắng được không cũng chưa biết. Nghe chàng muốn học chiêu thức mới, thật mừng hết cỡ. Nghĩ thầm kiếm chiêu mới học dù có tinh diệu đến đâu, không khỏi ngượng nghịu. Trong đạo kiếm, cốt nhất là nhẹ nhàng linh động, ít nhất cũng phải luyện một hai chục năm. Khi lâm địch mới lòng muốn sao tay ra chiêu như thế, thuần thục tự nhiên. Y liền gật đầu nói: người đi học chiêu ta ở đây chờ. Học 2 giờ liệu có đủ chưa? Trương Tam Phong nói. Chẳng cần phải đi đâu xa, ta dạy ngay tại đây, vô kỵ học ngay ở đây, hàng mới ra lò nóng hổi, 10. Chẳng đến nửa giờ là dạy xong pho thái cực kiếm. Ông nói câu đó, ngoại trừ trương vô kỵ ra, ai nấy kinh hãi, tưởng như không tin vào tai mình, nghĩ thầm, dù cho thái cực kiếm pháp của phái võ đương áo diệu thần kỳ đến đâu, nhưng ở đây công nhiên dạy kiếm thuật, địch nhân nhìn thấy rõ ràng, thì còn gì gọi là bí áo nữa? A đại đáp. Thế cũng được, vậy ta ra ngoài điện đứng chờ. Y chứng tỏ mình không muốn được lợi thế, dẫu là phận đầy tớ, nhưng hành vi chẳng khác gì một bậc tông sư trong võ lâm. Trương Tam Phong nói. Không cần phải vậy, pho kiếm pháp này ta mới sáng tạo ra, chẳng biết có dùng được không? Các hạ là danh gia kiếm thuật, chính mong được các hạ nhìn xem, chỉ cho những chỗ sơ hở, khiếm khuyết. Lúc ấy Dương Tiêu bỗng chợt nghĩ ra, lớn tiếng hỏi. Thì ra các hạ chính là bác tí thần kiếm 11 phương trưởng lão. Các hạ đường đường đứng đầu trong các trưởng lão cái bang, sao lại cam chịu làm đầy tớ cho người khác? Quần hào minh giáo nghe nói thế, ai nấy đều kinh hãi. Chu Điên hỏi. Ngươi chẳng phải đã chết rồi sao? sao lại sống đây cái đó cái đó sao lại thế được a đại thở dài một tiếng cúi đầu nói lão hủ trăm lần chết cũng chưa đủ chuyện đã qua chẳng nói làm gì nữa tại hạ không còn là trưởng lão cái bang từ lâu rồi những người lớn tuổi một chút ai cũng biết bác tý thần kiếm phương đông bạch là người đứng đầu trong tứ đại trưởng lão của cái bang kiếm thuật tinh kỳ danh vang thiên hạ nổi tiếng là xuất kiếm cực nhanh chẳng khác nào có bảy tám cánh tay nên được cái danh hiệu đó. Hơn 10 năm trước, người ta nghe y bị bệnh nặng chết đi, khi đó ai cũng lấy làm tiếc, đâu ngờ vẫn còn sống đến ngày nay. Trương Tam Phong nói Pho thái cực kiếm của lão đạo nếu được bác tí thần kiếm chỉ điểm cho vài chiêu thì thật là vinh hạnh. Vô kỵ, con có mang kiếm không? Tiểu siêu liền tiến lên mấy bước, đưa cho ông thanh kiếm ỷ thiên giả bằng gỗ trương vô kỵ lấy được của triệu mẫn. Trương Tam Phong cầm lên cười nói. Kiếm gỗ à? Lão đạo có vẻ bùa bắt quyết, trừ tà tróc quỷ đâu. Ông đứng lên, tay trái cầm kiếm, tay phải thành hình kiếm quyết, hai tay ôm thành vòng tròn, từ từ đưa lên, đó là khởi thủ thức, tiếp theo là tam hoàng sáo nguyệt, đại khôi tinh, kiến tử sao thủy, tả lan tảo, hữu lan tảo, từng chiêu một diễn ra, Đến thế thứ 53 chỉ nam châm, hai tay cùng vẽ thành hình tròn, vòng trở lại thành thức thứ 54 trì kiếm quy nguyên. Trương Vô Kỵ không ghi nhớ chiêu thức, chỉ nhìn kỹ những yếu chỉ thần tại kiếm tiên, miên miên bất tuyệt 12 trong kiếm chiêu mà thôi. Trương Tam Phong sử xong pho kiếm pháp, chẳng thấy một ai reo hò, người nào cũng đều thất vọng, thứ kiếm pháp chậm như rùa, mềm như bún thế này làm thế nào có thể dùng để ra chiêu đối địch? nhưng lại nghĩ ngay, chắc là trương chân nhân cố ý múa kiếm thật chậm, cốt để cho giáo chủ có thể nhìn cho rõ. Trương Tam Phong hỏi. Hài Nhi, con có nhìn ra không? Trương Vô Kỵ đáp. Con nhìn ra rồi. Trương Tam Phong hỏi tiếp. Có nhớ được chăng? Trương Vô Kỵ đáp. Đã quên gần một nửa rồi. Trương Tam Phong nói. Hay lắm, cũng thật khó cho con con tự mình suy nghĩ thêm đi trương vô kỵ cúi đầu trầm tư một lúc sau trương tam phong hỏi lại bây giờ ra sao trương vô kỵ đáp đã quên mất quá nữa rồi chu điên thất thanh kêu lên ôi chao càng lúc càng quên nhiều hơn trương chân nhân lộ kiếm pháp này thâm áo quá xem một lần làm sao nhớ được xin ngài diễn thêm một lần nữa cho giáo chủ chúng tôi xem lại. Trương Tam Phong miễn cười. Được, để ta biểu diễn lại một lần nữa. Ông cầm kiếm ra chiêu, diễn lại lần thứ hai. Mọi người mới coi vài chiêu, trong bụng ai cũng lạ lùng, lần này không chiêu nào giống lần trước. Chu Điên kêu lên. Ôi chao, ôi chao, thế này thì càng làm cho người ta thêm rối trí. Trương Tam Phong vạch kiếm thành vòng tròn, hỏi. Hài Nhi, thấy thế nào? Trương Vô Kỵ đáp. Còn ba chiêu chưa quên được. Trương Tam Phong gật đầu, quay về chỗ ngồi. Trương Vô Kỵ đi chậm chậm vòng quanh trong điện, trầm tư hồi lâu, lại đi thêm nửa vòng nữa, ngẩng đầu lên, mặt trạng rỡ, kêu lên. Con đã quên hết rồi, quên không còn chút nào nữa rồi. Trương Tam Phong nói. Khá lắm, khá lắm. Quên nhanh như thế, con có thể mời bác tí thần kiếm chỉ giáo được rồi. Nói xong đưa thanh kiếm gỗ trong tay cho chàng. Trương Vô Kỵ không mình tiếp lấy, quay lại nói với Phương Đông Bạch. Xin mời Phương tiền bối. Chu điên vào đầu bức tai, cực kỳ lo lắng. Phương Đông Bạch Phương mình đâm ra nói. Xin mạo muội. Chỉ thấy ánh sáng xanh lấp lánh nghe vùng một tiếng nội lực mạnh chẳng kém gã ta à nhị chút nào ai nấy rùng mình kinh hãi nghĩ thầm dẫu y chỉ cầm một thanh đồng nát sắc rỉ với nội lực như thế uy lực cũng không gì đương cự nổi huống chi lại cầm bảo kiếm ỷ thiên sắc bén cắt vàng chặt ngọc hai chữ thần kiếm quả nhiên danh bất hư truyền trương vô kỵ tay trái để xéo kiếm quyết một kiếm đưa ngang qua vạch thành nửa vòng tròn đè luôn lên trên sống kiếm ỷ thiên kình lực truyền vào thanh bảo kiếm lập tức bị dìm xuống. Phương Đông Bạch khen. Hảo kiếm pháp. Y lực cổ tay hất thanh kiếm, mũi kiếm liền ngóc lên đâm thẳng vào sườn bên trái của đối phương. Trương Vô Kỵ liền quay kiếm vòng về, nghe cách một tiếng, hai thanh kiếm đụng nhau, cả hai đều phi thân lùi ra ngoài. Thanh kiếm ỷ thiên trong tay Phương Đông Bạch rung động không ngừng, nghe tiếng u u hồi lâu chưa hết. Hai thứ binh khí, một đằng là bảo kiếm, một đằng là kiếm gỗ, thế nhưng khi chạm vào nhau, hai bên không bên nào hơn bên nào. Chiêu đó của trương vô kỵ đã dùng cái cùng nhục của mình, đụng vào chỗ không sắc bén của địch, chính là tinh áo của thái cực quyền. Nên biết trương tam phong truyền cho chàng là truyền kiếm ý, không phải kiếm chiêu, cho nên bao nhiêu kiếm chiêu chàng quên hết, chính là đã đạt được quốc tủy của kiếm pháp, đến khi lâm địch dùng ý mà ra chiêu, thiên biến vạn hóa, vô cùng vô tận nếu như còn một hai chiêu không quên được trong lòng sẽ vướng mắt kiếm pháp sẽ không thể nào tinh thuần nguyên lý đó những cao thủ như dương tiêu ân thiên chính lờ mờ hiểu được còn chu điên dẫu sao cũng kém một mức khiến y phải lo lắng một hồi lâu khi đó tiếng vi vút trong điện càng lúc càng mạnh kiếm chiêu của phương đông bạch lợi hại ghê gớm lại thêm nội lực vô cùng hồn hậu thanh kiếm cực kỳ sắc bén ra chiêu thật là tinh diệu ánh sáng xanh lập lòe kiếm khí bao phủ người trong điện tưởng như một khối tuyết đang di động trước mắt, tỏa ra một làn hơi lạnh thấu xương. Thanh kiếm gỗ của vô kỵ trong vòng hàng khí đó vạch thành vòng tròn, chiêu nào cũng thành vòng cung đâm ra, lại theo hình vòng cung thu về, trong lòng chàng không mảy may vương vấn, chỉ lấy ý mà vận dụng thanh kiếm, thanh kiếm gỗ tung ra chẳng khác nào một sợi tơ mỏng manh, cuốn lấy thanh ỷ thiên kiếm. Thế nhưng sợi tơ ấy mỗi lúc một dày, tưởng chừng biến thành một khối bông, bao chặt lấy thanh bảo kiếm hai người đấu đến quá 200 chiêu, Phương Đông Bạch kiếm chiêu mỗi lúc một thêm trì trệ, thanh kiếm trong tay càng lúc càng nặng, từ 5 cân, thành 6 cân, 7 cân, 10 cân, 20 cân, thỉnh thoảng vận kiếm tung ra không đủ kình lực, lại bị kiếm gỗ lôi đi mấy vòng. Phương Đông Bạch càng đấu càng hoảng sợ, đến 300 chiêu mà hai lưỡi kiếm không đụng vào nhau, trong đời y chưa từng gặp phải bao giờ. Đối phương tưởng như tung ra một cái lưới lớn, thắt mình vào giữa, phương đông bạch liên tiếp thay đổi đến sáu, bảy kiếm thuật khác nhau, tung hoành biến hóa, viễn ảo vô cùng người chung quanh ai cũng phải hoa cả mắt. còn trương vô kỵ trước sau cũng chỉ vạch kiếm thành vòng tròn, người ngoài trừ trương tam phong ra, không biết chàng ra chiêu đó là công hay thủ. lộ thái cực kiếm pháp này chỉ có đủ các loại vòng, cái to cái nhỏ, cái ngược, cái xuôi, cái thẳng, cái xéo. nếu nói là chiêu số, có thể nói chỉ có một chiêu, nhưng chiêu đó biến hóa không cùng chỉ nghe phương đông bạch hú lên một tiếng dài, râu tóc dựng đứng, kiệt tận toàn lực bình sinh nhằm thẳng trung cung đâm tới. Trương vô kỵ thấy thế đâm tới ác liệt thu kiếm về gạt, phương đông bạch cổ tay hơi lắc, thanh kiếm ỷ thiên liền ngóc lên, nghe cạch một tiếng nhỏ, mũi kiếm gỗ đã gãy một khúc chừng sáu tấc. Thanh kiếm ỷ thiên không còn gì ngăn chặn đâm thẳng vào ngực trương vô kỵ. Trương vô kỵ kinh hãi, kiếm quyết tay trái vung ra, hai ngón tay rõ và giữa kẹp ngay vào thân thanh ỷ thiên kiếm, Nửa thanh kiếm gỗ bên tay phải chém luôn xuống tay phải Phương Đông Bạch. Tuy chỉ là thanh kiếm gỗ, nhưng với cửu dương thần công vận vào cũng chẳng khác gì cương đao. Phương Đông Bạch vận lực vào cánh tay giật về, nhưng kiếm ỷ Thiên đã bị đối phương kẹp chặt như trong một chiếc kìm sắt không lay chuyển gì được. Trong tình cảnh đó, ngoại trừ buông kiếm nhảy vọt về sau, không còn cách nào khác. Chỉ thấy Trương Vô Kỵ quát lên. "Rút tay mau!" phương đông bạch nghiến răng không chịu buông chỉ như một ánh chớp lóe lên nghe chắc một tiếng một cánh tay của y đã bị thanh kiếm gỗ chặt đứt không khác gì một thanh kiếm sắc bén phương đông bạch không chịu buông ra là đã có ý hy sinh cánh tay để bảo vệ binh khí tay trái liền vương ra chộp ngay không để thanh kiếm rơi xuống cánh tay đứt kia đã rời ra rồi năm ngón tay vẫn khư khư giữ chặt thanh kiếm ỷ thiên trương vô kỵ thấy y dũng cảm như thế bụng hơi ái ngại lòng thấy ăn năn không còn muốn tranh đoạt thanh kiếm của y nữa phương đông bạch đi đến trước mặt triệu mẫn không lưng nói chủ nhân tiểu nhân vô năng cam chịu trách phạt triệu mẫn không nhìn đến y lạnh lùng nói hôm nay ta nể mặt trương giáo chủ của minh giáo tha cho phái võ đương nàng phất tay một cái ra lệnh thôi đi các thủ hạ của nàng ẩm phương đông bạch gã hói đầu ta nhị A Tam đi ra khỏi điện. Trương Vô Kỵ kêu vói theo. Khoan đã, không để lại hắc ngọc đoạn tục cao thì đừng tính chuyện rời khỏi núi Võ Đương. Chàng phóng mình tới, giơ tay ra chọc vào đầu vai Triệu Mẫn. Tay Trương Vô Kỵ còn cách người Triệu Mẫn chừng một thước, bỗng thấy có hai luồng trưởng phong vô thanh vô tức từ hai bên đánh tới, trước đó không có dấu hiệu gì, chàng giật mình kinh hãi, hai trưởng đẩy ra, tay phải đỡ trưởng đánh từ bên phải, tay trái đỡ chưởng đánh từ bên trái bốn chưởng đụng nhau chỉ thấy kình lực mạnh lạ thường bên trong chưởng lực có một luồng hàng khí âm độc vô tỷ luồng hàng khí đó chàng thật là quen thuộc chính là hơi lạnh làm chàng chết đi sống lại khi còn nhỏ huyền minh thần chưởng trương vô kỵ kinh hoảng cửu dương thần công trong người lập tức nảy sinh nhưng tiếp theo hai bên mạng sườn đã bị địch nhân đánh trúng mỗi bên một chưởng chàng chỉ kêu hự lên một tiếng ngã ngửa về sau thấy hai người tấn công mình là hai ông già cao gầy. Hai người ra hai chưởng bị trương vô kỵ đỡ được, còn lại hai tay vô hình vô ảnh đánh luôn vào người chàng. Dương Tiêu và Vi Nhất Tiếu cùng giận dữ quát lên, tung mình xông tới. Hai lão kia lại múa chưởng đánh ra, bình bình hai tiếng, Dương Vi hai người lịch kịch lùi lại mấy bước, máu trong ngực trộn trạo, khí lạnh thấu xương. Hai lão già cũng lão đảo. Người bên phải cười khẩy nói, Minh giáo tên tuổi là thế, hóa ra cũng chỉ có vậy. Cả hai quay lại, hộ tống triệu mẫn ra đi. Chú thích một Lấy ý của hư vân hòa thượng hai Lòng trống không, đỉnh đầu treo Ngực thu vào, lưng ưỡng ra Eo thả lỏng, mông trĩu xuống Vai để chìm, khuỷu tay buông ba Phổ thiên chi hạ, mạc phi vương thổ Xuất thổ chi tân, mạc phi vương thần bốn một trong những vị vua khai sáng nước tàu cũng như hùng vương nước ta năm người đời tống tự tống thụy hiệu văn sơn đổ tiến sĩ đời lý tông làm quan tới chức an vũ sứ giang tây khi quân nguyên đánh nước tàu ông vân chiếu cần vương đem quân chống lại quân mông cổ sau được cử đi sứ nhà nguyên ông bị giặc bắt đời đoan tông ông được phong tính quốc công lại đem quân đánh với nguyên binh nhưng thế yếu bị cầm tù rồi bị giết trong Ngục có làm bài chính khí ca rất nổi danh. 6. Đương nhân bất nhượng ư sư, gặp việc nhân thì không nhường thầy mà mình phải làm trước. 7. A đại, a nhị, a tam là những cái tên này rất thông dụng giống như ta gọi anh hai, anh ba ở miền Nam nhưng không nhất thiết chỉ có một nghĩa mà tùy tuổi tác có thể tương đương với thằng, chú, bác, ông. Tuy nhiên phần lớn dùng để chỉ một người vai vế thấp kém hay kẻ ăn người ở trong nhà. Người dịch lúc đầu toan dịch là chú hai, chú ba, chú tư cho có vẻ Việt Nam vì những người này tuổi đã lớn, dịch là thằng nghe không ổn. Tuy nhiên về sau giữ nguyên tiếng Hán để khỏi thêm khó khăn. Độc giả có ý kiến hay đề nghị gì xin cho biết. Đa tạ. 8. Nắm đuôi con chim sẻ. 9. Ngựa hoang dựng bờm. 10. Trương Tam Phong là người thích hoạt kê hay đùa rỡn. 11. Thần kiếm có 8 cánh tay. 12. Thần đi trước kiếm, liên miên không dứt.